này là cây gì vậy mẹ? À, cây này là cây bồ đề đó con. Mẹ, hay là mẹ vô trong trước đi, để con đi vòng vòng tham quan nha. Con nhớ là không được nói chuyện với ai hết đó. Ừ, con biết rồi mẹ. Ừ, mẹ đi. Dạ. Cảnh đẹp giường này mà cha mẹ không cho ta ra ngoài, tới giờ ta mới được ra ngoài ngắm, đúng là tiếc thiệt đó. Đó, thái tử thấy chưa, nàng đã đẹp mà còn có học nữa, với lại còn ngây thơ hơn mấy cô tiên nữ trên giường thượng nguyện của mình nữa. Được. Ngươi về đi, hẹn xong kiếp này ta tái ngộ. Ê, bông hoa màu đỏ, không ngờ thái tử cũng thích nổi ghê ha. Chúc thái tử thành công, nhớ tu tâm dưỡng tánh cho cô nhờ nha. Ý lì tu tâm dưỡng tánh cho Ngọc Hoàng nhờ nha. Thôi con về đây. Ủa, tại sao tất cả những bông hoa trên cây này đều là màu trắng mà lại xuất hiện một bông hoa màu đỏ? Lạ quá. Sao ta không biết gì hết vậy? Ở kìa, thí chủ. Thí chủ có sao không? Sao ta thấy chóng mặt quá vậy? Chắc là thí chủ bị cảm rồi. Đánh! Hai người đang làm gì vậy hả? Con, chắc cô ấy bị cảm mạo rồi thí chủ. Thí chủ cho cô ấy vào hậu liêu xin chén trà gừng, uống vào sẽ khỏe ra thôi. Ông đó làm gì con? Nói cho mẹ nghe. Dạ, đâu có làm gì đâu mẹ. Mẹ ơi, sao con thấy lạ quá à? Ôm ấp con gái người ta giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, giữa sân chùa mà con nói là không làm gì hết. Đi về. Trời ơi, không lẽ con nói đi, là thằng nào, là thằng nào to gan, nói đi. Dạ không có ai đâu cha, con thề đó, cha mẹ tin con đi. Nói dối làm sao mà cha tin? Cha mẹ nuôi con vất vả dạy dỗ đàng hoàng mà con nỡ lén cha lén mẹ đi tầm tiện với thằng nào? Nói mau, con nói đi, nó là thằng nào? Nếu nó thật dạ để ý con đó thì để mẹ cha tính. Con nói thiệt mẹ ơi, từ bữa ở chùa về tới nay con có đi ra ngoài lần nào đâu mà gặp gỡ với ai. Chùa? Mẹ hỏi thiệt con, hôm đó đang yên đang lành
Sao ông sư lại ôm con? Cái gì? Ông sư? Cha mẹ, đừng có nghi quan cho người tốt. Bữa đã xảy ra một chuyện lạ lắm, nhưng mà con không dám kể. Con sợ mẹ nói con điên. Chuyện gì? Con nói đi. Lúc đó con đang giảng cảnh thì thấy một bông hoa đẹp lắm. Con đưa lên mũi ngửi, tự nhiên mê đi, lại ngắt bông hoa bỏ vô miệng ăn ngon lành luôn. Con ăn bông hoa? Tức là con muốn mẹ tin con ăn cái bông có bầu. Nội lão, có bịa thì bịa cho có lý một chút chứ. Cha ơi, con nói thiệt mà cha. Mẹ ơi, con nói thiệt mà mẹ. Con không biết tại sao lại như vậy nữa. Cái chùa đó ở đâu? Cha, cha tính làm gì vậy cha? Đi đi, đi lên chùa ở với sư đi. Đừng có ở đây mà làm xấu hổ tông đường nữa. Cha ơi, đi đi. Đừng mà cha. Tao không muốn thấy cái mặt mày trong ngôi nhà này một chút nào nữa. Con xin cha, cha ơi. Không. Mẹ ơi, mẹ không ngờ con tác tệ như vậy đó. Mẹ ơi, con không có mà mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ, con không có mà. Cha ơi, cha ơi, con không có mà cha. Từ nhỏ tới lớn, con vô chùa đây là lần đầu tiên. Bây giờ con không biết đi đâu hết. Con bị quan thầy ơi. Mô Phật, thiện tai thiện tai. Âu cũng là ý trời, nhưng chốn tu hành sẽ không tiện cho tín nữ. Thí chủ ở tạm hậu liêu ít ngày, bần tăng sẽ cho dựng nhà tạm sau chùa để thí chủ tá túc. Đa tạ sư thầy. Con à, đã mấy tháng trôi qua rồi, không biết cha con là ai nữa. Ông là ai vậy? Ông muốn cái gì? Nàng đừng sợ, sắp tới đây nàng sẽ sinh 5 người con trai khôi ngô tuấn tú, tài giỏi và khỏe mạnh. 5 người con trai? Ừ. Nhưng mà ông là ai? Nàng không cần biết ta là ai, và nàng cũng không cần phải đặt tên cho chúng. Khi nào biết nói, tự khắc từng đứa sẽ nói tên cho nàng biết. Cho mẹ đi. À, con, cái chân phỏng tay đó. Ủa, sao lạ vậy? Lên đây, con chừng chết đuối đó. Lên đây.
kỳ lạ thì nó còn chưa biết bơi mà. Kỳ vậy ta, mấy đứa con của mình sao lạ quá à? Đứa nhỏ xíu mà xuống nước bơi như rái cá, đứa thò tay vô lửa thì không bị phỏng, sao đứa nào cũng kỳ lạ vậy? Mà bữa nay đã tròn 5 tuổi rồi, không đứa nào biết nói được, vậy mà khăng khăng đòi xin kinh ở chùa để về đọc. Lạ ghê á. Khỏe như Vâm, con vác được cả quả núi. Con tên là Mạnh. Mẹ, con do băm búa bổ không chày. Con là mình đồng da sắt. Mẹ, con ngồi một chỗ vẫn biết chuyện trong thiên hạ. Con là vén mây coi tròn. Mẹ, con ở dưới núi cũng như trên cạn. Con tên là Khô. Mẹ, con ngồi trên lửa cũng không hề gì. Con tên là Ước. Trời ơi, mấy đứa con của mẹ, tụi con biết nói rồi. Mẹ mất rồi, sau này mấy anh em mình còn nhiều chuyện phải ứng phó. Từ nay dù có xảy ra chuyện gì, mấy anh em mình cũng phải đùm bọc lẫn nhau. Dạ bẩm hoàng thượng, lễ khao quân sắp tới á, coi như thần đã chuẩn bị xong tất cả đồ ở trong kho của triều đình á, vừa đủ xài. Duy chỉ có một thứ thần e là thiếu đó hoàng thượng. Là thứ gì? Dạ củi khô. Phải nấu suốt ngày suốt đêm, nấu cả tuần liền, để đãi cho mấy ngàn người ở trong cung. Mà củi ở trong kho thì còn rất ít đó hoàng thượng. Ngươi không nghĩ ra cách nào hay sao? Thì dạ, lệnh cho các dự củi đem củi tới mình thu gom hết. Dạ thần cũng đã gom tất cả các dây củi đem về kho đó hoàng thượng. Ừ, nhưng mà vẫn không đủ. Đang mùa khan hiếm hoàng thượng ơi, thần chỉ nghĩ còn một cách đó hoàng thượng. Nói đi. Dạ bẩm hoàng thượng, nghe nói ở vùng núi phía tây á, có một gã tiều phu chuyên nghề đốn củi đổi gạo. Hắn tên là Mạnh, mà nó mạnh thiệt nghe hoàng thượng. Gì à? Chỉ trong vòng một buổi thôi mà hắn gánh đầy củi, chắc đầy cái sân rộng như vậy nè hoàng thượng. À, thần nghĩ là hoàng thượng kêu hắn tới đây, cây mình đổi gạo, mình lấy củi của hắn, được không hoàng thượng? Thôi được rồi, ngươi cứ vậy mà làm đi. Dạ, ha, tuân lệnh hoàng thượng. Ừ. Đây. Nghe tao hỏi kỹ mà trả lời nè. Ngươi có phải là tên Mạnh không? Dạ phải thưa quan. Vậy mà tao thấy ngươi hơi yếu yếu, không giống như lời đồn. Dạ bẩm quan, con là Mạnh. Không biết quan triệu con tới là có chuyện gì à? Nghe nói ngươi chuyên đốn củi đổi gạo phải không? Dạ phải thưa quan. Nay triều đình có tiệc, ngươi có bao nhiêu củi đem hết tới đây? Mỗi một gánh củi ta đổi cho mỗi một gánh gạo. Ngươi thấy sao? Dạ, vậy thì hay quá, con xin vâng mệnh.
Công nhận hay hay thiệt. Mới gánh củi đổi gạo có mấy ngày, được mấy cái bồ. Như vậy là anh em mình có gạo để giúp đỡ cho dân nghèo rồi. Không biết với cái đà này, anh em mình còn làm thêm mấy cái bồ nữa chứ. Huynh cứ lo làm đi, chắc là đếm không xuể nó đâu. Cắp bao, hoàng thượng ơi, hoàng thượng ơi. Dạ bấm hoàng thượng. Nè nè, có chuyện gì mà ngươi chạy như ma đuổi vậy? Dạ, thằng đống củi á, hoàng thượng. Chắc đệ ơi, có chuyện rồi. Tên gánh củi sao? Ta nghe nói á, hắn làm được lắm. Mới đây củi đã chất đầy sân rồng rồi mà. Dạ đúng rồi hoàng thượng. Củi mình bây giờ xài sang năm cũng chưa hết nữa. Vấn đề bây giờ là nó mạnh quá, nó gánh củi liên tục. Nó gánh củi tới rồi nó gánh gạo đi, nó gánh củi tới rồi nó gánh gạo đi, nó gánh củi tới rồi nó gánh gạo đi. Bây giờ gạo ở trong kho còn hơn phân nửa chút xíu à. Mà cái tình trạng này kéo dài á, củi thì đầy kho mà gạo thì sạch kho đó hoàng thượng ơi. Mà bây giờ mình ngưng không được, mình lỡ hứa nó rồi mất chữ tín sao hoàng thượng? Vậy à? Dạ. Vậy thì sao hoàng thượng? Vậy thì hắn phải chết. Hả? Kêu hắn vào đây. Dạ. Nè, hắn chết người hả giả lắm hả? Dạ. Hắn không chết thì người phải chết. Hả? Còn hả giả cái đầu người rơi xuống đất bây giờ. Dạ. Lẹ lên. Hả? Dạ. Huynh nghe được chuyện gì? Sao có vẻ lo lắng quá vậy? Anh hai mạnh có chuyện rồi. Anh hai mình lúc nào cũng khỏe mạnh hết, có gì nguy hiểm đâu. Anh đang nói cái gì vậy? Anh hai. Ủa, có chuyện gì mà mấy đệ ở đây vậy? Ủa anh hai, Huynh không gánh củi nữa sao? Bệ hạ nói á là Huynh làm nhiều mệt rồi, cho nên là nghỉ 10 ngày sau quay lại làm tiếp. Nhà vua tốt thiệt, mà nhà mình cũng dư gạo ăn qua năm rồi. Huynh nghĩ là đúng đó. Không phải như vậy đâu. Không phải như vậy là sao? Nhà vua thâm độc, thấy anh hai sắp gánh hết kho gạo về nhà, muốn tìm cách giết chết Huynh này. Mình phải làm sao đi Huynh? Mình phải tìm cách nào để cứu Huynh trưởng mới được chứ. Mấy đệ đừng lo, ta đã có cách. Cấp Cấp báo muốn xỉu với thằng này luôn á hoàng thượng. Ta cũng muốn mệt với ngươi luôn đó. Kêu hắn vào. Tuấn lĩnh. Hỡi ơi, muốn tâu bệ hạ. Bệ hạ lệnh cho con 10 ngày sau quay lại để phục mệnh. Không biết lệnh mới đó là lệnh gì, thưa bệ hạ. Lính đâu? Dạ. Dìm chết tên này cho ta. Dạ. Đi. Lính, dìm hắn xuống sông. Dạ. Ê, kỳ này ngươi phải chết. Dám lấy gạo của triều đình hả? Sao kỳ vậy bé hả? Dìm nó xuống. Dạ. Trời ơi, đi một chỗ đi, dựng lên dìm xuống hoài, chóng mặt quá. Hả? Bà ơi, thằng này quỷ rồi. Người dìm hắn xuống cho ta.
Được rồi, ngươi dặn lính đóng củi hắn, dìm hắn xuống nước. Đóng củi hắn, dìm hắn xuống nước. Dạ. Chắc nó chết rồi bệ hạ. Lên. Dạ. Bệ hạ, mình dìm nó mấy tuần nay rồi, chắc xác nó rã hết rồi đó bệ hạ. Bệ hạ, nó nằm cứng đơ trong củi luôn rồi kìa. Ê, vui không? Sao không chịu bỏ thức ăn vô củi cho ta? Làm ta đói bụng, uống nước cầm hơi, mệt lả người đây nè. Bệ hạ ơi, thằng này chắc nó cầm tinh Hà Bá đó bệ hạ. Dìm hoài, nó không chết bệ hạ ơi. Tìm cách khác đi bệ hạ. Được rồi, thôi được, cho ngươi về. 10 ngày sau ngươi quay lại cho ta. Bật mí cho biết nè. Vậy tôi cầm tinh Hà Bá có ngâm nước 10 năm cũng không chết được đâu. Mày ra đốt thử hoặc mai ha. Sao nãy giờ mày không nói? Mình đồng da sắt, để vô lửa nó cũng thành thịt nướng. Theo như lời của anh ba, em chỉ giả bộ cho ông quan nó biết em sợ chết cháy thôi. Như vậy là lần sau hắn sẽ nói với vua là sẽ lấy lửa đốt. Ừ, lần này tới lượt em trổ tài đó. Dạ, lần này cứ để cho em. Tìm cách khác đi, có vậy mà cũng lo không xong nữa. Đúng đó bệ hạ, thằng thấy nó cũng hơi lạ lạ, nhưng con có kế sách với thằng này rồi bệ hạ. Thôi được rồi, có cách gì ngươi nói đi. Dạ, thần nghĩ chắc cái thằng này hơi nó dài á, cho nên mình dìm nó mấy ngày trời mà nó nín thở được, cho nên nó không chết. Chứ này mình ném nó vô lửa, ông nội nó còn khét, đừng nói chi nó hoàng thượng. Ngươi nói có lý á. Dạ. Ừ. Dạ bẩm hoàng thượng, cái chuyện này có mình con nghĩ ra, chứ ông này nói cho con nghe chân gái. Cấp báo. Báo cáo. Cáo. Có cái tên đốn. Đốn đốn cụ tới phải không? Dạ. Ra ngoài kia kêu nó vô. Dạ. Nghe người nói chuyện mắc mệt à. Bẩm hoàng thượng, thằng Hà Bá nó tới rồi hoàng thượng. Ừ, được rồi, chuẩn bị xong chưa? Dạ, thần chuẩn bị chu đáo rồi hoàng thượng. Dạ, nó tới kìa hoàng thượng. Dạ muôn tâu thánh thượng, con là Mạnh Đốn Củi, tuân lệnh hoàng thượng. Hôm nay con đến để chờ lệnh. Sao bữa nay ta nghe cái giọng người ướt ướt vậy? Được, hôm trước á, thật ra ta không được khỏe, cho nên đối xử với ngươi không được tốt. Hôm nay ta kêu ngươi tới, đãi ngươi một chầu coi như là xí xóa, ngươi thấy có được không? Dạ bẩm hoàng thượng, tại hạ chỉ là tên đốn củi thôi, hà cớ gì hoàng thượng phải bận tâm như vậy. Nhưng nếu bệ hạ có lòng thì con xin lại tạ. Chẳng hay bệ hạ đãi có món gì vậy hả bệ hạ? Thịt nướng được không? Vậy thì hay quá, cho con xin hỏi yến tiệc bày ở đâu vậy hả hoàng thượng? Được rồi, lính. Dạ. Ê, cái này là tại nhà ngươi nha, kỳ này là ngươi chết chắc rồi. Ai biểu ngươi tham gạo của triều đình chứ? Tại vì anh tôi... Hả? Không, tôi chỉ đổi sức lao động để lấy gạo, chứ không hề ăn cướp của ai. Ông nỡ lòng nào lật lọng mà giết hại người ta như vậy?
khỏi nói nhiều, cứ xuống dưới đi rồi oán trách. Hen lên hành hình. Dạ dạ. Hey, khoan 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 hành hình. Lại đây, lại đây, nhanh lên, nhanh lên, đưa ta ra coi làm sao ta ra khỏi dòng dây này được. Dạ. Hey. Rồi lên hành hình. Ở đây mát quá, cho ta bình rượu uống đỡ buồn coi. Mát quá. Sao hắn cứ trơ trơ ra vậy? Dạ 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 dạ, cô đâu có biết đâu mày hả? Chính người xuôi ta đốt nó. Sao đốt nó không có hề hấn gì vậy? Hay người muốn vô với nó? Dạ 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 dạ, mong mày hạ tha tội. Dạ tại á mày. Dạ thưa bệ hạ, nó ác tâm, nó hại con đó bệ hạ. Lần trước nó nói là muốn giết nó, phải đốt nó mới chết á. Tao làm gì mày mà mày hãm hại tao mày? Cái người mà ác ôn gì mày á là bệ hạ chứ phải tao đâu. Dạ dạ mong bệ hạ tha tội, con bị lừa rồi bệ hạ ơi. Tha cho hắn đi bệ hạ ơi, để hắn vô lấy rượu cho tôi uống, tôi khát nước quá. Dạ hắn nói đúng đó bệ hạ. Lính. Dạ dạ. Chất thêm củi, đốt luôn thằng này. Dạ bệ hạ, nếu mà bệ hạ nhất quyết không tha tội cho thần, thôi thì bệ hạ muốn giết thần thì bệ hạ cứ giết đi, nhưng mà trước khi chết thần có đôi lời chia sẻ với bệ hạ. Câu bộ như thằng này á, tướng nó trâu bò, đốt nó không chết đâu bệ hạ. Đốt hoài á, hao củi triều đình, rồi phải mướn nó gánh trở lại nữa. Kiểu này mà cứ lặp đi lặp lại hoài á, triều đình đói đó bệ hạ. Ây, mình tính kế khác đi bệ hạ. Đó, bệ hạ thấy thần có tinh thần tiết kiệm tài sản cho triều đình chưa? Dạ, có đôi lời tâm tình với bệ hạ đã hết. Chính biệt bệ hạ. Thôi được rồi, nếu ngươi nghĩ ra được cái gì tiêu diệt được hắn, ta sẽ tha chết cho ngươi lần này. Dạ dạ. Bệ hạ vừa nói gì vậy? Bệ hạ tha cho chết cho thần hả? Dạ dạ, đôi ơn bệ hạ. Dạ. Còn ngươi, 10 ngày sau quay lại lui quân. Dạ. Em cũng giống như anh Năm, bí mí cho tình quan đó biết, chỉ có giao cắt em mới chết được. Vậy có nghĩa là lần này là tới anh rồi. Phải, kỳ này em Tư phải đi thử sức mới được. Dạ. Nhưng mà nếu kỳ này Năm chém không ăn thua gì, ông vua nghĩ ra cách khác thì mình tính sao đây? Hơn nữa là 4 anh em mình vừa đi đối phó với vua hết rồi, tới đâu tính tới đó, sợ gì? Em Ba nói phải đó, bọn cận thần của vua ngu xuẩn, đối phó với lại anh em mình làm sao được. Không có gì phải sợ hết. Hey. Dạ bẩm bệ hạ, tại lần trước con hơi vội vàng hấp tấp, còn lần này á chắc chắn rồi bệ hạ. Lần trước ngươi cũng nói chắc chắn. Dạ. Bây giờ ta hỏi ngươi nè, Diêm không chết, đốt không cháy, bây giờ bảo đảm làm sao mà cứu đức? Dạ đức mà, kỳ này bảo đảm đức. Con phân tích vậy con bệ hạ thấy hợp lý không nghe? Da thịt con người chứ đâu phải là đá đâu mà chém không đứt, thấy không? Chặt ông nội nó còn đứt, nói gì nó. Mà cái cách này á, tự con nghĩ ra nữa kìa, chứ không ai dễ giờ gì con hết nghe bây giờ. Chém nó không đứt. Dạ. Lần này ta chém người đó. Dạ bệ hạ yên tâm, lần này mà con chém nó không đứt nghe, bệ hạ cứ hạ bệ con. Không được, mình phải làm cái gì đó, chứ không lẽ ngồi ở đây chờ chết sao? À đúng rồi, mình phải tìm ra nhà của nó, để tìm hiểu coi điểm yếu của nó là chỗ nào. Coi có đúng như lời nó nói với mình hay không. Công nhận cái đầu của mình thông minh thiệt. Kỳ này em Tư về cung hả? Tưởng tượng hắn chém không đứt nữa, dù tôi không biết là hắn còn hoảng sợ cỡ nào rồi đó.
Em thì đang sợ á, hắn chém không chết mà còn nghĩ ra trò khác nữa. Không việc gì phải sợ hết á. Cùng lắm á là vua. Anh em, có chuyện gì nữa vậy anh ba? Có khách đến. Ủa? Nhưng mà là ai vậy? Ai vậy ta? Anh hai, bây giờ tạm thời bố anh em mình rút hết, chỉ chừa anh hai ở đây thôi. Có một ít tiết gà, anh hãy cầm lấy đi. Nhưng mà tiết gà để làm gì vậy? Mấy em đi đi. Dạ. Dạ. Có bị chém chạy máu hay không? Bây giờ sao ta? Ây da! Cái gì mà máu lên lá vậy? Nó bị rứt tay có máu rồi. Như vậy là mình sắp rồi. Từ nay số gạo ngươi gánh củi đổi được sẽ thuộc về ta. Dạ muôn tâu hoàng thượng, không biết bữa nay cái thằng giết hoài không chết nó có đến không hoàng thượng? Cấp gì? Cấp độ hả? Có. Thôi, ta biết rồi. Dạ muôn tâu hoàng thượng, có thằng đống củi đến diện kiến chứ gì? Dạ đúng rồi chứ gì. Thôi mày gật đầu cái, mày đi giùm tao cái đi. Nghe nói chuyện ép tim luôn đấy bệ hạ. Lính của ngươi mà. Hoàng thượng tiễn với bộ. Hoàng thượng, cái thằng giết hoài không chết địa tướng thấy ghét không? Muốn tao hoàng thượng thật là mạnh đúng củi. Hôm nay tới đây để diễn kiến hoàng thượng. Cái giọng mày bữa nay sao cứng đơ vậy mày? Lính đâu? Trói hắn lại cho ta. Dạ khỏi. Dạ. Trói dạ. Muốn mẫn gì thì mẫn đi. Dạ thưa bệ hạ. Dạy hắn đi. Dạ. Ủa dạy ta tự đi. Dạ bấm hoàng thượng, con tự đi. Ngươi đúng là phước lớn mạng lớn, đã hai lần dìm ngươi đốt ngươi mà ngươi vẫn không chết. Để thử coi lần này ngươi có may mắn nữa hay không, ngươi có tâm phục khẩu phục hay không. Lính hành hình. Dạ. Ngươi sao vậy? Tôi không biết. Để ta. Nè. Thôi. Hai ngươi thật là vô dụng. Có bao nhiêu lần còn xong. Người nào mà không có yếu nguyệt, người chờ đây. Để con ngươi có lộ ruột với ta hay không. Dạ thưa bệ hạ, dạ thằng này không phải người, hình như quỷ hay ma gì đầu thai nữa. Bây giờ phải làm sao bệ hạ? Tất cả chuyện này là do ngươi hiến kế. Dạ. Ngươi coi chừng cái mạng của ngươi đó. Hả? Hẹn hắn 10 ngày sau quay lại. Dạ. Lui. Dạ, dạ. Mong hoàng thượng bớt giận. Ê, kỳ này mày không chỉ tao cách nào để tao giết mày nữa hả? Mày tìm cái cách nào mà hiểm nhất á.
Để tôi giết mày chết coi. Kỳ này tôi nói thiệt nha, không có trò nào giết nổi tôi đâu. Ngươi nói cái gì? Phải có cách khác giết mày được chứ. Tôi là quỷ mà, không có chết đâu. Quỷ thiệt hả? Ngươi là quỷ hả? Quỷ ơi, đừng ám em nghe. Hắn nói với Khanh hắn là quỷ à? Dạ, cái thằng đó nó miệng lưỡi lắm bệ hạ ơi, con không có tin đâu. Nhưng mà không biết nó ma quỷ hay là thần thánh, nhưng chắc chắn một điều, nó không phải là con người. Ta cũng thấy vậy, hắn thật không tầm thường chút nào. Dạ. Người có phép thần thông như hắn thiên hạ chỉ có một. Bây giờ mình tính sao bệ hạ? Hay là bệ hạ ra lệnh kiếm một pháp sư nào đó cao tay hắn về trị tà, trị vong, trị ma quỷ ám vô người nó được không bệ hạ? Cứ để 10 ngày nữa coi sao. Dạ. Mười ngày nữa có sao? Cùng đi. Đúng vậy, cả năm anh em mình cùng đi về cùng. Nhưng nếu như vậy vua biết mình có 5 người thì sao? Không sao, cứ để vua biết. Nhưng nếu vậy vua đốt anh Khôn, dìm luôn anh Ba vậy, rồi chém anh Mạnh, tụi mình chết hết thì sao? Ta có cách. Đừng lo, tất cả đi thôi, chuẩn bị về kinh. Dạ. Dạ. Dạ bệ hạ, mấy hôm nay long thể bệ hạ bất an, sao bệ hạ không tịnh dưỡng trong hậu cung mà bệ hạ ra đây chi vậy? Ta muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi mà. Cấp bao, cấp bao, cấp bao, cấp bao. Dạ, bẩm hoàng thượng. Chuyện gì? Cái thằng Diễn Hoài không chết, nó không phải một thằng mà là nó tới kìa bệ hạ ơi. Trời ơi, cái gì mà đông dữ vậy? Dạ, năm anh em tôi là Mạnh, Giáng Mây, Bình Đồng Gia Sắc, Khô và Ước xin kính cẩn bái kiến hoàng thượng. Cầm miệng lệ. Tạ ơn hoàng thượng. Mạnh, Giáng Mây, Bình Đồng Gia Sắc, Khô, Ước, thì ra là vậy. Tức là khi ta đốt thì các ngươi cử tên Ước đi, còn khi ta muốn dìm thì các ngươi cử tên Khô đi. Phải, Bình Đồng tôi đi chịu chém. Sợ gì anh em tôi lúc nào cũng biết được ý định của bệ hạ, là bởi vì anh Ba tôi có đôi tai thiên lý nhĩ, nghe được vạn dặm, biết được mọi chuyện trên đời. Bây giờ bệ hạ muốn gì cứ việc nói. Các ngươi quá là những bậc kỳ tài. Bởi vì năm anh em tôi vốn do thái tử con Ngọc Hoàng trên trời đầu thai xuống. Thì ra là vậy à. Ta đúng là kẻ có mắt không trồng mà, đã làm những chuyện độc ác phạm tới con trời. Không biết, không có tội. Sở dĩ chúng thần kéo tới đây, bởi vì nghe bệ hạ nói với hoàng hậu lần này không có ý giết hại anh Mạnh thêm lần nào nữa. Bây giờ bệ hạ muốn gì cứ việc nói. Em nghe như vậy sao? Sao không nói trước? Không sai. Bây giờ ta biết rồi, ta thấy mình càng có tội. Nhưng nếu triều đình có được những người kế vị như các ngươi, ta rất là mừng. Nay ta đã tuổi già sức yếu, đã tới lúc nhường lại ngai vàng. Ta tính như vậy. Nay ta tìm được người tài đức, đúng là duyên trời định. Xin người cai quản đất nước cho ta, ta sẽ gả con gái cho ngươi để ngươi làm phò mã, và sẽ dường ngôi lại cho con. Con đừng từ chối nghe. Còn bốn anh em còn lại thì con tùy khả năng mà sắp đặt vị trí giúp con trị vì thiên hạ. Ta sẽ lên núi ăn năn tạ lỗi với trời, tu tâm tích đức. Tạ ơn hoàng thượng. Sau khi được vua gả công chúa và truyền ngôi, Giáng Mây cùng bốn anh em trị vì Dương quốc. Bằng tài nghệ và đức độ của mình mang lại no ấm cho muôn dân,
mở mang và giữ vững bờ cõi. Lại ham chơi dọc đường, quên cả canh giờ rồi đúng không? Dạ không phải đâu, tại... Là để dặn mang trễ một canh, để mình có thêm một canh không bị sao lãng. Nếu như vậy thì phải báo trước cho ta một tiếng. Hồi nay ta không được khỏe, đói muốn lả. Để xin lỗi, để sơ ý quên mất. Nếu vậy sao huynh không xả thì nghỉ trước? Tại sao ta phải xả? Ta nói vậy thôi. Để chịu được đến đâu thì ta theo tới đó. Đừng có tưởng là ta thua đệ. Quả tình đệ thấy rất là thoải mái, không nghĩ là đang chịu đựng, càng không nghĩ thắng thua. Nếu biết huynh mệt, đệ sẽ xả sớm. Sau này có gì huynh cứ nói đệ một tiếng. Ta cũng đâu chịu đựng gì đâu. Thôi ăn đi. Mời huynh. Tu cùng ngày cùng thế, tại sao Phật thấy hắn mà không thấy ta? Ta có chỗ nào thua hắn chứ? Không lẽ ta không chuyên tâm, không trong sạch hơn hắn hay sao? Ngươi chuyên tâm, ngươi trong sạch, ta thấy hết, rất đáng khen. Nhưng nội chuyện đem mình ra để so sánh đã là sân si rồi. Con đường ngươi chọn đó là con đường rất khó, phải chuyên tâm, nhẫn nhục hơn. Được vậy rồi, gặp lại bạn cũng chưa muộn. Lạy Phật, con quả là sốc nổi. Con xin nguyện rõ tấm lòng nhẫn nhục, khổ hạnh trường kỳ trong 3 năm. Chỉ xin Phật hãy nhìn thấy rõ tấm lòng của con. Cần một ngày nữa là đủ 3 năm. Vậy là sư huynh sắp gặp được sư huynh năng nhẫn rồi đó. Để đệ đệ vô nha. Mẹ đâu rồi cha? Mẹ suốt đêm không về, mẹ bỏ đi mất rồi. Bỏ con còn nói suốt đêm, có mẹ nào như vậy? Mẹ đi với ai? Mẹ có về nữa không? Thôi con đến đi, đừng có hỏi nữa. Mẹ về, mẹ về. Thôi im đi. Mẹ đây, mẹ đây. Mẹ bị nhốt cả đêm, các con chắc đói lắm mà. Con bị nhốt cả đêm mà, nghe khó tin thiệt đó. Con công nhận lớn lắm, văn tơ
vào trên sân phòng, nhân nhanh trốn ra qua. Em chui vào kiếm, tay mặt trời xuống làm qua khép lại. Ban mai qua nở em mới thoát thân. Một đó xe mà nhúc được chim chích, làm sao mà ta tin được? Không tin thì phải theo em. Em chỉ cho mình. Thôi cha mẹ đừng có cãi nhau nữa. Không tin em sao chẳng không kiếm mồi. Em ở nhà coi con, khỏi đi đâu hết. Cô tính nói tôi là đồ vô dụng. Chị bao nhiêu ngày nằm ổ, ai đem đồ ăn thức uống cho cô? Lằng nhằng với ai suốt đêm, bỏ con đói ở nhà, còn già mồm đổ lỗi nữa hả? Em không lằng nhằng với ai, em thề. Đừng cãi, đừng cãi nhau nữa. Tôi sẽ không bao giờ tin thứ đàn bà bỏ nhà đi suốt đêm. Xe nào mà nhúc nổi cô, bị chuyện không lọt lỗ tai chút nào. Em bị xe nhúc, em thề. Em gặp nạn cả đêm, công tư còn nghi kỵ, vậy thôi. Chẳng muốn sắp đi chăng? Cô muốn như vậy chứ gì? Được lắm. Cha mẹ đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau nữa. Đồ khốn, có một chuyện con như vậy mà làm rác tay của ta từ sáng tới giờ. Tiếc cho người, chỉ còn một đêm, ban mai mặt trời lên nữa thôi là đúng 3 năm. Lệ Phật, con biết con sai rồi, con nguyện sửa lỗi. Xin Phật cho con một cơ hội. Đức Phật luôn rộng mở với chúng sanh. Ta cho ngươi chọn cách để tự rèn luyện bản thân mình. Thưa Phật, gần đây có một bến đò mà chủ đò vừa mới mất. Con xin đưa khách sang xong mà không lấy tiền một ai, đủ 100 người mới thôi. Bến đò đó rất vắng người, rất ít khách qua lại. Để đủ 100 người rất là khó, phải mất mấy năm trời lận đó. Dạ, chỉ có như vậy mới thử thách được chữ nhẫn trong lòng con thôi. Phật bổn bề công việc trên không dưới trần, lần này không thành nữa, ngươi sẽ khó lòng diễn kiến. Dạ, lần này con quyết sẽ nhẫn nại tới cùng. Lấy tiền công đó. Cảm ơn thầy. Ôi ôi, dậy đi. Ôi, dậy đứa đò. Mời thí chủ lên đây. Hai năm nay quên đã đưa được 98 người rồi, còn 2 người nữa thôi, chắc nay mai thôi quân sẽ về đất Phật đó. Phải, lần này ta quyết tâm nhẫn nại tới cùng. Lo ăn cơm đi, để lát có khách đưa đò là sẽ đói đó. Quân cũng vậy, quân không có chịu ăn uống gì hết đó, suốt ngày cứ thiền định rồi mãi miết đưa đò không à. Nhìn quân hốc hác lắm á. Thể xác chỉ là không, ta cảm thấy trong lòng hạnh phúc. Chắc ta sắp được gặp lại năng nhẫn thiệt rồi. Mời xuống quân ăn cơm. Có đưa đò không? Bảo đợi sư huynh tôi một lát đi. Sư huynh tôi từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ bụng hết đó.
mà giờ chèo dưới trưa nắng nữa. Tôi sợ là sư huynh của tôi sẽ xỉu mất. Hay bà với cậu để một lát được không? Có bỏ bụng hay không là chuyện của mấy người. Bây giờ mẹ con ta phải sang sông gấp, có đưa hay không thì nói. Nhưng mà sư đệ, dạ hai vị thí chủ cứ lên đò đi, tôi sẽ đưa hai vị thí chủ qua sau. Phải vậy chứ, chèo đò là phải lo mà ăn trước, khách nào mà khách đợi được. Sư đệ ăn cơm trước đi. Xin mời. Quá à. Chèo cho lẹ lẹ lên, tao có việc gấp cần qua đó. Dạ. Mà nè, chèo cho chắc tay nha, con ta té lặn đòn đó nghe. Mẹ ơi, con sợ quá à. Hai vị thí chủ yên tâm, tôi chèo vững lắm. Chèo lẹ lẹ lên coi. Dạ. Trời ơi, chèo cái gì mà chậm dữ vậy trời. Dạ cô thí chủ. Cảm ơn thầy. Ý chết, tôi còn quên tay nãy bên sông rồi, phiền thầy qua đó lấy giùm tôi. Ừ. Thôi được, thí chủ hãy chờ ở đây, tôi sẽ qua sông lấy giùm thí chủ. Tay nải của thí chủ đây. Cảm ơn thầy. Ý chết, tôi còn quên một thứ là đôi dép của con tôi nữa. Phiền thầy một lần nữa đi. Hai mẹ con bà cút đi cho ta. Ta là đầy tớ của mẹ con bà hả? Bồ Tát, tốt với người tốt đã khó, tốt với người không tốt với mình lại khó hơn nhiều. Ngươi vẫn chưa đủ nhẫn, ta tiếc cho ngươi. Bồ Tát, xin người hãy nghe con nói. Bồ Tát, Bồ Tát, Bồ Tát ơi, Bồ Tát. Quên dặn tới gia ngọ nhắc quên.
thuyền định, huynh định đi đâu vậy? Ta đi tìm Phật. Tìm Phật? Vậy là huynh định qua Tây Trúc hả? Không được đâu, đường qua Tây Trúc còn xa, với lại đầy yêu ma, cọp báo, lục lâm thảo khốc không à. Có như vậy Phật mới thấy được tấm lòng của ta. Vậy tiểu đệ chuẩn bị một ít lương khô cho huynh đi đường nha. Rồi đó hả? Ra rửa mặt giùm tôi rồi ăn cơm, rồi ở nhà đi giùm tôi, đừng có ra ngoài nữa, tội lắm. Nè, cơm nè, ăn đi. Cơm trắng lạnh lẽo vậy sao ăn? À, rồi đi đâu đó? Nè, nè, trời ơi, con đi đâu vậy hả? Tôi đi tìm máu tươi. Trời đất ơi, con cứ đi uống máu tươi ăn thịt người như vậy á là bị đọa xuống địa ngục đó, hiểu không? Ở dưới có thịt người không? Nếu có, đọa tôi xuống dưới đi, càng tốt. Trời đất ơi, trời đất ơi, mày đúng là đồ quỷ mà. Tôi là đồ quỷ mà, má đẻ tôi ra là quỷ, không có thịt người sao tôi sống được? Thôi được rồi, bây giờ mày muốn phải không? Xẻ thịt tao ăn nè, rồi mày tha cho người ta giùm tao một cái, tao lại mày đó. Má khỏi lại, người má sướng không à, không có gì để ăn hết, có miếng da dai nhách à, sao mấp. Trời ơi trời. Thôi để tôi đi kiếm đồ ăn, có gì á tôi kiếm men thú rừng về cho má, để dành ăn từ từ. Thôi 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 khỏi, ở nhà ăn cơm, khỏi ăn thú rừng luôn. Nhưng mà bây giờ tôi đói. Nhanh lên, dục đi, dục đi, nhanh lên, nhanh lên coi. Nhanh lên, nó đuổi tới bây giờ. Vô đây, vô đây, vô đây nè, vô đây. Có chuyện gì mà hai vị thiếu chủ hoảng hốt quá vậy? Mày không biết sao, con chằn tinh đó nó mà bắt được là tiêu đời. Con chằn tinh này rất là hung tợn, mỗi ngày nó phải bắt và ăn thịt được một người. Gió mà lớn như vậy nè là chằn tinh xuất hiện đó thầy. Nhưng mà bây giờ trời sắp tối rồi, nếu không đi cũng sẽ bị thú rừng ăn thịt. Tôi phải đi. Thầy nghe lời tôi đi, thầy mà ra ngoài đó là chằn tinh nó bắt ăn thịt thầy đó.
Nếu số của tôi là như vậy thì cứ để cho nó xảy ra. Thôi được rồi, vậy thì tôi sẽ đi với thầy. Không kịp rồi, thì chạy đi. Nhà không? Cho hỏi có ai ở nhà không vậy? Thưa bà, tôi bị lỡ đường, tôi gặp phải một con chằn tinh, tí nữa là bị nó ăn thịt. Bà cho tôi tá túc ở đây được không? Trời ơi, đi đi, đi lẹ giùm tôi. Con trai tôi mà về không toàn mạng đâu, đi đi lẹ đi. Không toàn mạng? Dạ. Chẳng lẽ con trai của bà với khách trọ lỡ đường hay sao? Trời ơi, đúng rồi, thì đi nhanh giùm tôi đi. Nhưng mà bây giờ tôi đi không nổi nữa. Tôi xin bà, bà cho tôi tá túc ở đây. Nếu tôi đi ra ngoài đó tôi cũng sẽ chết thôi. Bà cho tôi nằm đỡ ở đây đi. Dạ không được đâu, con chằn ăn thịt người mà thầy gặp á là con trai của tôi. Thầy thầy đi lẻ đi, không thôi thì nó. Trời ơi, nó về tới kìa, nó về kìa. Đi vô giùm tôi, đi vô trốn, đi vô trong này. Vô đi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống, thầy ngồi xuống. Thầy ở yên trong này giúp tôi, nếu không tôi không bảo đảm tính mạng cho thầy đâu nghe. Ở yên đó. Má con đi đâu mà giờ này con mới về? Má biết rồi còn hỏi nữa. Khoan đã. Cái gì vậy? Có mùi thịt người đúng không? Không có. Không có mùi. Mà nè 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 nè, máu còn dính trên miệng con đó. Con còn dính trên miệng con đó. Đó đó đó. Mà con mới đi về mệt. Má vô lấy rượu với thịt để trên gác bếp đó. Má lấy cho con ăn nghe. Được rồi, má lấy rượu thôi, khỏi lấy thịt. Má là một bữa nô nê rồi. Mô Phật, mày mới giết người ta ăn thịt nữa đó hả? Đúng là hết thuốc chữa. Má. Hả? Bữa nay má đang ngờ lắm nha. Trời đất ơi, có gì đâu ngờ. Không biết. Má đang giấu tôi cái gì đúng không? Dạ, giấu gì đâu, có gì đâu giấu. Chứ sao, bình thường má đâu có tốt với tôi vậy đâu. Cha mày không thương. Thôi uống đi rồi nằm xuống đây ngủ. Mùi gì?
ràng mùi thịt xuất phát từ đây mà. Tự trốn thoát cho ta. Xuống đi. Xong. Nói cho người biết, ta ăn thịt người rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên ta được thưởng thức thịt thầy tu. Trời ơi con ơi, bạch Trinh ra ơi, người ta là người tu hành đó. Trinh ra, những người tu là con bị đỏ xuống địa ngục đó, con biết không? Hả? Ta phải ăn thịt đó. Thôi, má nói thì con phải nghe. Cất con dao đi giùm má đi. Thôi, má nói con nghe không hả? Cất dao đi. Trời ơi. Mô Phật, người xuất gia không sợ sống chết. Nếu như hôm nay thiên chủ muốn giết ta, xem như là đã giải thoát sớm cho ta. Ta chỉ sợ là thiên chủ sẽ gây nghiệp rồi quả báo luân hồi, trăm luôn hết kiếp này qua kiếp khác, vĩnh viễn không được siêu sinh, huống chi là đọa địa ngục. Đạt, kiếp luân hồi là sao? À. Trăm luân hết kiếp này qua kiếp khác. Cái vụ này ta mới nghe nè. Vậy chưa bị đọa địa ngục là sao? À. Thôi trời ơi con gà. Thôi buông cái dao xuống. Thầy nói cho nó nghe giùm con đi thầy. Con nói nó không có nghe. Thầy nói cho nó biết, đi tu thì được cái gì, rồi sát sanh như nó thì bị cái gì. Thầy nói cho nó nghe giùm con đi thầy. Con người sau khi chết, trước khi đọa địa ngục đời đời, sẽ trải qua kiếp luân hồi. Luân hồi đáng sợ hơn địa ngục, là nơi mà con người phải trả nghiệp báo của mình đã gây ra trần gian này. Kiếp này ăn thịt người, kiếp sau sẽ bị người ăn. Kiếp này giết người mang trợ bao nhiêu, kiếp sau sẽ bị người khác giết lại đau đớn bấy nhiêu. Cứ như vậy mà chết đi, sống lại hết kiếp này qua kiếp khác. Người hoài á. Nè, nè, thôi nè, con đừng có vậy. Nếu người thành tâm quy y, sẽ có ngày đạt tới chánh quả, đạt tới vô sanh vô diệt, đời đời kiếp kiếp ở trên niết bàn với Đức Phật hưởng phước, sẽ không phải tái sinh trong bể khổ trầm luân này thêm một lần nào nữa. Người nói vậy thôi, lấy gì ta tin ngươi hả? Ngươi cứ chờ đó, từ từ rồi ngươi cũng sẽ thấy. Ta tin vào Đức Phật. Nếu kiếp này ngươi quy y, nguyện không sát sanh, thì tới kiếp sau ngươi không phải làm súc sanh cho người khác ăn thịt. Nghe chưa, mày sát sinh cho nhiều vô, giết người uống máu cho nhiều vô, rồi kiếp sau nha, mày thành heo gà bò để người ta giết mày. Mà không, kiếp sau mày cũng làm người, để gặp cái thứ chằn tinh như mày á, giết hại rồi ăn thịt mày mới biết thân. Nói mày không nghe hả? Đem cái con dao vô. Cái dao vô. Nói vậy, cứ đang đi đâu hả? Ta đi tìm Phật. Gì? Ta đã tu tập nhiều năm, nhưng chỉ còn thiếu một chữ nhận mà không đạt đến chánh quả. Ta quyết đi tìm Phật để bày tỏ tấm chân tình của ta một lần cuối cùng. Nói vậy là ngươi gặp Phật, Phật cho ngươi vô niết bàn à? Đúng không? Ta không biết. Ta chỉ biết là đường đi rất gian nan, ta không sợ. Nếu thí chủ phải giết ta, biết đâu đây cũng là một cách để Đức Phật thấy được tấm chân tình của ta. Ta đã sẵn sàng rồi. Thí chủ muốn ra tay thì hãy ra tay đi, đừng chần chờ nữa. Thật ra ta cũng không muốn sát sinh, để kiếp sau làm súc sinh cho người ta giết lại. Nói ta nghe đi, ta chưa hiểu lắm về Phật pháp.
Con tìm gì vậy? Con kiếm cái gì để má kiếm giùm cho? Tao hỏi mày kiếm cái gì? Nhà mình không có cái gì đáng giá hết. Đáng giá là làm sao? Gì? Má biết không? Ông sư ông chuẩn bị đi tìm Phật. Tôi mới tìm cái gì quý giá để dâng lên Phật. Ha. Vậy mà má nghĩ không ra. Để má kiếm phụ giùm cho. Nhà mình nghèo quá, không có gì đáng giá hết con. Má. Phật có cái này không? Khùng quá. Nhà mình nghèo thiệt. Thật thiệt. Không lẽ nó thay đổi rồi hả trời? Cầu trời cho nó biết suy nghĩ thiệt nha. Tới đây cũng xa rồi, hai thiếu chủ về đi, để bà mệt. Dạ. Vậy cũng được, nhưng tôi nhờ thầy một chuyện được không? Thiếu chủ cứ nói. Tôi cũng muốn thoát khỏi kiếp luân hồi, nhờ thầy hỏi Đức Phật. Nếu tôi cải tà quy chánh, có hy vọng vào Đức Phật được không? Ta đã nói với thiếu chủ đêm qua rồi, chẳng lẽ thiếu chủ còn chưa hiểu? Đức Phật mênh mông, quay đầu là bờ. Tôi cũng muốn kiếm một thứ lễ vật gì đó, nhưng toàn những thứ tầm thường nên không đáng để dâng lên Phật. Tâm tức thì Phật, Phật tức thì tâm. Chỉ cần có tấm lòng là đủ. Tấm lòng. Nếu chỉ có vậy thì được. Sẽ đem giúp cho anh. Xin chào. Dạ, cảm ơn thầy. Đi được bình an. Mô Phật. Chàng, con. Cái tên chàng này thiệt là ấu trĩ. Con đừng nói vậy. Tuy hắn suy nghĩ thô sơ, nhưng hắn đã quyết tâm cải tà quy chánh. Vậy còn tên bất nhẫn đó, con thấy hắn cũng quyết tâm đâu kém. Đường tới Tây Trúc yêu ma quỷ quái, thú dữ rình rập, tới gặp chàng tinh ăn thịt người, hắn cũng không lùi. Vậy lần này gặp mặt, người có cho hắn chứng ngộ không? Để ta xem. Ta cũng muốn cho hắn một cơ hội. Nếu như hắn tới đây với một bộ đồ lòng. Cái tên này thật là điên khùng. Ta nói là tấm lòng chứ đâu phải bộ đồ lòng đâu. U mê như vậy làm sao mà Phật chứng nữa. Còn thứ gớm ghiếc này, đã lỡ hứa rồi phải đem thêm, không biết là Phật có chứng cho hắn hay không nữa. Ừ.
phải đi kiếm chỗ nghỉ chân thôi. Cái của nợ nào hôi thối quá, hàng quán nào dám chịu nhận ta. Thí chủ à, cho ta xin tá túc ở đây một đêm có được không? Thầy chắc ở phương xa tới hả? Nghe cái mùi gì thối quá vậy? Ta có hũ mắm quý của người thân nhờ đem đi giùm. Thí chủ làm ơn cho ta tá túc ở đây một đêm nha. Mắm? Mắm mà sao ngửi cái mùi giống xác chết quá vậy? Thôi, thầy muốn ở đây bao nhiêu đêm cũng được, nhưng mà dứt cái này đi, chứ để vậy thối quá sao khách tôi ở được. Thôi thầy thông cảm nha. Thí chủ à, thông cảm cho ta đi mà. Thôi thầy dứt đi rồi quay lại ở nha. Không được đâu. Cụ đợi gớm ghiếc hôi thối này càng ngày càng đắng. Đức Phật ở xa chắc người cũng không biết đâu. Phật, ngươi còn thiếu một thứ nữa thôi là ngươi thành chánh quả. Còn thiếu một thứ? Thí chủ, mẹ con Chằn Tinh trong một tích tắc ngộ đạo, mau lẹ nhưng chân thành, đã thành chánh quả. Ta phong cho mẹ làm cây hướng nhà chùa, còn Chằn Tinh sẽ làm ông thiện ông ác canh giữ chùa. Dạ, một mình con của con thành hai người hả Phật bà? Phải. Kể từ lúc con trai ngươi rập bụng cứu Phật, hắn đã tách thành hai con người khác nhau. Ác là tiền thân lúc còn là Chằn Tinh ăn thịt người, còn bây giờ là thiện khi hắn đã ngộ đạo. Đệ tử sẽ tuân lệnh. Còn ngươi bất nhẫn, ngươi biết tại sao ngươi chưa thành chánh quả hay không? Lạy Phật, con biết tội của con. Con thiếu kiên nhẫn, không trung thực, không tận tâm. Con nguyện đi kiếm lại món quà mà Chằn Tinh dâng lên Phật đem tới đây. Nếu không, con cũng không còn mặt mũi nào gặp lại mẹ con Chằn Tinh nữa. Huống chi là tư cách được vào bảo tháp của Phật. Cửa Phật luôn rộng mở với chúng sanh. Ngươi đi đi, kiếm được thì quay trở lại đây. Con xin nghe lời Phật dạy. Chằn Tinh biến thành ông thiện ông ác, được tạc hình trước cửa bảo vệ những ngôi chùa. Bất nhẫn tìm không thấy bộ lòng, lâu ngày biến thành cá he, gục lặng kiếm hoài.
Xong cái nồi bánh đó, tao về mà không có bánh bán biết tao đâu nghe mày. Dạ con biết rồi. Chú đi tới mấy ngày vậy ở đó mà lo. Sao không lo? Tối ngày ăn no, đi chơi, nó dốc, nó xạo kiếm tiền xài. Không có, về lừa tao với thím mày. Không chịu làm ăn gì hết. Tao đi mấy ngày về, chắc mày bán luôn cái chỗ chui ra vui vô của tao quá. Trời, con đâu có ngu. Nhà này con cũng ở vậy, bán rồi con đi đâu? Suy nghĩ được vậy là tốt rồi. Nhớ nấu cái nồi bánh bằng vạt đồng á. Bằng vạt đồng á, không có nấu vạt xanh biết chưa? Dạ con biết rồi. Nhưng mà chú phải để tiền lại để có gì con mua đồ con ăn chứ. Có chụm cá kho bữa giờ ăn mấy ngày à. Sao không đủ? Nhiều đó ăn không đủ à? Nhiều đó ăn cả tuần đó. Không có lăng nhăng gì hết. Ước gì có tiền ra hàng quán ăn cho nó đã. Cái vàng đồng. Uống 8 ly rồi mà cũng chưa hết tức nữa. Áo, nhanh lên, lại đây. Từ từ. Nhanh lên. Trời ơi, sao bà không ở ngoài tiệm của hàng quán mà vào đây làm gì? Còn hỏi nữa hả? Hỏi gì? Cụi đâu? Cụi gì mà cụi? Tôi đã nói với ông rồi. Nói gì? Để cho tôi nấu. Không chịu, cái gì cũng giao cho nó hết á. Bây giờ hả, bánh cũng không có, mà cái vạt đồng cũng mất tiêu. Trời ơi, vạt đồng? Ừ. Rồi, thằng củi đâu? Nó chà đồ nhôm, nó đem đi bán rồi chứ gì. Chà đồ nhôm hả gì? Là chôm đồ nhà đó. Chôm đồ nhà, thằng củi. Trời ơi, mới nhắc nó về tới rồi kìa. Hay quá ha. Chú thím về sớm vậy? Tao biểu mày coi nhà mày đi đâu á. Tiền đâu mày ăn hàng tùng lắm á. Rồi cái vạt đồng đâu? Chú hỏi vậy chú biết rồi còn gì nữa. Chú có đầu óc thiệt chứ. Hai cái đó có liên quan. Liên quan cái đầu mày. Mày có biết là cái vạt đồng đó là quý nhất trong cái nhà của tao không hả mày? Dạ mới biết đó thì nè. Công nhận nó quý giá thiệt chú thím. Bán nó đâu? Tao nói cho mày biết nè. Một là mày chuột nó về cho tao. Đúng rồi. Hai á, mày chết mày với tao. Đi. Con nghi là khả năng thứ hai quá. Chú biết sao không? Là sao? Cái ông mua đồ đồng á, khi mà con đưa cái vạt đồng cho ổng á, xong cái ông nhìn qua một cái mà ông sáng lên ha. Xong cái ông đưa tiền cho con. Con mới nhìn tiền một cái nhìn lại, ông thấy ông ba chân bốn cẳng, ông chạy mất tiêu rồi. Giống như bị ba đuổi vậy á. Giờ biết ổng đâu mà kiếm. Trời ơi. Chết mày với tao. Đi với tao không, đi đâu? Đi đi, dẫn nó đi. Trời ơi, nuôi cái thứ gì đâu ở trong nhà đó. Thiệt bực bội hết sức vậy đó. Tên kia. Dạ. Nghe chú ngươi nói, ngươi lấy cái vạt đồng đi bán phải không? Dạ, con đâu có chối. Nhưng bây giờ nè, chú ngươi muốn, ngươi đem cái vạt đồng về, ngươi tính sao? Dạ, thì chú phải buông tay con ra, thì con mới kiếm vạt đồng về trả cho chú được chứ. Qua, đừng cái tên đó. Nó là bộ, nó nói dối. Nó thằng buông mua vạt đồng á, bỏ chạy mất tiêu rồi. Miễn sao, con kiếm vạt đồng về trả cho chú thôi. Thôi được, thả nó ra đi. Hey! Ta tha cho ngươi, nhưng ta kỳ hạn cho ngươi một canh giờ. Đem vạt đồng về đây, hiểu không? Dạ, quan. Quan, trời, quan thả nó đi thiệt không quan? Ủa, cái thằng mà nói dối như cụi, lừa tiền của người ta là thằng này đó hả? Dạ, nó đâu quan, nó đâu quan. Ta thấy nó thành khẩn quá mà. Trời ơi, thành khẩn cái gì đâu mà thành khẩn. Quan mà nghe lời nó là quan bán lúa giống ở nhà, quan ăn luôn đó. Con ở chung nhà nó, con là chú của nó mà con không rành nó sao được? Thay vì con dẫn nó lên công đường cho quan xử nó.
nể tình chú cháu, con mới dẫn tới nhà riêng của quan để quan xử nó một lần cho nó chừa. Để coi sao. Trời ơi, đây gì là nó đi mất tiêu. Dạ có là quan. Dạ giặc đồng. Tên kia, ta kêu ngươi kiếm giặc đồng về trả cho chú ngươi. Giỡn mặt với ta đó hả? Hả? Dạ con nào dám giỡn mặt với quan. Đây giặc đồng trả cho chú. Nói với quan rồi quan không tin. Thằng này là thằng lừa đảo đó. Quan xử là sao? Quan xử đi. Con lấy giặc đồng của chú, con đem bán, giờ con trả giặc đồng lại cho chú. Nó lừa đảo vậy là sao? Mày đưa tao con chim này. Mày nói là giặc đồng hả thằng quỷ kia? Thì đây là con giặc. Giặc bắt ngoài đồng gọi là giặc đồng còn gì nữa. Cái thằng coi vậy cũng thông minh thiệt chứ. Đúng là lời đồn không qua mà. Nhà ngươi đúng là quỷ nguyệt thiệt. À thôi vậy, bây giờ ta đố ngươi một chuyện. Nếu ngươi làm được ta tha cho, còn ngươi làm không được ta đánh 20 hèo, ngươi chịu không? Gì kỳ vậy quan? Con đã đền bù thiệt hại lại cho chú rồi nè. Ta không cần biết. Bây giờ nè, ta đang ngồi ở đây nè, ngươi làm sao mà lừa được ta ra đứng ở ngoài cửa, ta tha cho. Dạ con làm sao lừa được quan? Quan quy định không ra để thách con rồi. Con nói sao để quan ra? Ta không biết. Ngươi làm sao làm? Nếu mà ngươi làm không được là thua phải không? Thua phải không? Lên. Lên đâu? Quan. Giờ vậy, con nói sao quan cũng không ra cửa. Có môn á, giờ quan ra cửa đi. Con có cách lừa quan trở vô đây. Thiệt không? Dạ thiệt. Được, vậy để ta thử coi. Ta đứng đây, ta đố người làm sao mà lừa được ta bước vô trong nhà. Dạng vậy. Lần sau là quan thua rồi. Con lừa quan ra cửa được rồi. Thảnh thơi quá, sung sướng ghê. Cúi. Dạ. Ra đây ngồi câu cá hả? Dạ công việc chú thím mới ra con đã làm xong hết rồi. Giờ con ngồi đây câu cá, kiếm cá đem ra chợ bán để kiếm tiền mua gạo ăn. Chứ chú thím đâu có mua gì cho con ăn đâu. Trời ơi, nó nói làm như là tôi với ông ác dữ lắm vậy đó. Bỏ đói nó không bằng à. Nè. Dạ. Tao nói cho mày biết nha, mày giữ nhà phải cho cẩn thận. Từ nay mà mày bán bất cứ một món gì trong nhà, tao sẽ đuổi mày liền. Nói cái giặc đồng á. Chứ tao đuổi mày rồi đó. Tao chịu đựng mày bao nhiêu lâu đủ rồi nha mày. Chú thím giấu mấy đồ quý giá hết rồi, còn gì đâu mà bán. Nhưng mà muốn con không bán, chú thím phải để tiền lại để con mua đồ ăn con ăn. Trời. Lần nào chú thím đi con cũng đói rã họng á. Mày lừa người khác hay lắm mà. Sao mày không đi lừa người ta nói dốc nói xạo để kiếm tiền ăn? Đi bà. Khoan đã. Nè. Dạ. Mày ở nhà nha, mày cho heo củi ăn đàng hoàng đầy đủ nha. Tao về mà con heo nó sụt ký là mày chết mày với tao nha mày. Thím yên tâm đi, con sẽ cho nó ăn thiệt là nhiều luôn. Để khi thím về nó mập hơn thím luôn á. Cái thằng này, mày nói cái gì? Mà chẳng thà vậy đi. Mày sao kệ mày, miễn sao đừng bỏ đói heo là được rồi. Đi bà. Đi. Con heo. Dạ vậy là hết rồi. Tại người ta biết nhà có của, đồ ăn dư thừa cho nó ăn. Heo chắc thịt mới có giá đó. Bán không bán thôi không mua đâu. Tại tôi cần bán tôi mới bán thôi. Thôi đưa tiền đại đi. Chịu phải không? Đây nè. Cảm ơn nghe. Khi nào ông làm con heo xong á, nhớ cho tôi đuôi heo nha. Chị mày. Trời đất ơi, tôi có lời lớn nhiều đâu cho mày cái đuôi. Thì người ta có chuyện gì nghe. Đi à. Nhớ giữ kín chuyện này giùm nghe. Đừng có nói cho ông bà biết là tôi bán con heo cho ông là chết luôn. Ai? Chú thứ hai hả? Nghe. Biết rồi. Nhớ nghe, chút nữa qua lấy. Tự nhiên nó xin đuôi heo. Cái thằng này.
Không cho tiền ông ăn, ông có cách kiếm tiền. Cái gì? Con heo chui xuống đất. Con nói thiệt mà, con thề luôn á. Lúc nãy á, con cho heo ăn theo lời chú thím dặn á, tự nhiên con nào ông xuất hiện, mặt mũi ông bậm trợn lắm. Ông xuất hiện ra xong cái ông phát tay cái tự nhiên con heo nó xuống dây, nó bỏ, nó chạy. Con dí con chạy theo ra nó đây, ông vỗ động một cái nó chui xuống đất. Xong chắc nó về ông cũ rồi á. Nè thiệt không mày? Thiệt. Sao tao nhìn cái mặt mà tao nghi lắm mà nha. Làm gì có vụ quỷ mặt heo nữa? Ừ dạ sao biết được, chắc nó bị đầu thai lộn á. Nếu con nó sợ sao có đuôi còn đây. Lúc vừa nãy con chạy ra nha, lúc ông khuất tay cái nó chui cái đầu xuống, xong nó chui hai chân trước, xong tới cái mình, xong tới hai chân sau, rồi con ba tới con chụp gì nè, con giữ nãy giờ luôn á. Hay là chú thím giữ giùm con đi, đừng làm quá nghe, coi chừng nó đứt cái đuôi là nó đi xuống âm phủ luôn á. Để con chạy vô con lấy cuốc đào lên con bắt heo lại. Giữ đi nghe tai nghe chú thím, rồi coi chừng nó chui xuống đất luôn á. Đợi con chút nghe. Từ từ ba, lấy lên mày. Cái thằng này nhanh lên. Dạ dạ. Giữ vô ba nghe. Cái này nó chung tất á. Chú thím ghị nhẹ nhẹ thôi, để con bưng coi. Nhẹ thôi. Trời ơi. Con heo. Trời ơi con heo đâu? Trời, chú thím mới chưa nói rồi ghị nhẹ nhẹ thôi. Ghị sao nó đứt cái đuôi chui xuống dưới luôn rồi kìa. Cũng ba không à. Chú thím giật nhẹ nhẹ thôi, giật cho dữ nó đứt luôn cái đuôi luôn rồi kìa. Thì ông kêu gỉ gỉ thì tôi gỉ, nó la làm sao giờ, làm sao đây? Ủa ê mày, mày có gạt tao mày? Dạ con sợ chú hồi nào đâu. Tao mà biết mày đặt chuyện mày biết tới đâu. Mà nữa gì biểu nhẹ nhẹ thôi, giật cho mạnh đó còn cái đuôi không à. Thì gỉ mạnh nó mới lên chứ. Yeah. Tức quỷ này quá, làm gì có ma quỷ bắt heo. Chú hai, nhà chú còn con heo nào không, bán tôi đi. Ở đâu mà còn, có một con á, hôm bữa bị người âm bắt mất tiêu rồi, mày không nghe hả? Cái gì? Heo chú hai nuôi thịt ngon nha, thịt ngon còn xẻ ra còn bán á, ai cũng khen heo ngon. Uống thiệt. Đứng lại. Sao mày biết heo tao nuôi ngon? Dạ thì chú hai dư giả ăn đồ ngon, có dư thừa cho nó ăn thì thịt nó phải ngon rồi. Trầm nghi lắm, đâu ra cái vụ mà người âm bán heo. Con heo đó có phải thằng Cụi nó bán cho mày không? Đâu có, con đâu có mua heo gì của thằng Cụi. Mày không nói phải không? Được rồi, tao đang tính làm trại heo, nay mai xuất chuồng á, tao kêu mối lái khác vô mua đó, mày đừng có năn nỉ nha. Chú hai. Dạ, con nói chú cái này, chú đừng có nói là con nói được không. Chú nói với nó là chú nghe phong phanh đâu đó. Nói đi. Chứ để mà nó biết á, là nó chửi con chết luôn á. Thì nói đi. Dạ, con nói thiệt với chú á, thằng Cụi nó bán con heo cho con. Thằng Cụi bán con heo cho mày? Dạ, con biết sao nó xin lại cái đuôi nữa. Mày là quỷ chứ ai? Quỷ nè. Thôi. Được rồi. Thì đi ra coi hàng đi. Để nhà tôi coi được rồi. Rửa mặt ra coi hàng mày. Dạ thím, chú Quỳnh Đạo à. Đã hả mày? Trời đất ơi. Đau đi thiệt nè. Nó còn cười nữa đó. Cái thằng khốn, ông đuổi nó đi cho rồi đi. Nuôi cái ngửa đi ở trong nhà, nó phá dài cho ông coi. Đuổi được sao mà đuổi? Mình lượm nó về từ nhỏ, nuôi cho nó tốn biết bao nhiêu là lúa, bao nhiêu là gạo. Bây giờ phải bắt nó làm để trả nợ chứ, sao đuổi được. Nếu mà không đuổi nó đó thì phải nhẹ nhẹ tay với nó. Ông mà quýnh cái kiểu này hoài nha, nó còn phá dữ thần ôn nữa hả. Phá
Giết nó cho phá. Để lên đây, để chậm như rùa nha. Đau quá chú ơi, chú thử bị đòn giống như con coi, chú đi lẹ nổi nó không? Ê, sao lúc mày ăn cắp đồ tao mày bán á, sao sao mày không đau? Gì? Dạ, con mới chụp được con chim mập ú ù luôn chú. Trời ơi, con này mà nướng lên là thôi rồi luôn. Thiệt không? Dạ thiệt, chú không tin thò tay vô thử coi. Nhưng mà con sợ á, con hở răng cái là nó dùng mạnh bay lên đi mất uổng lắm. Gì về sao? Không mấy chú chạy về chú lấy cái chài á, chú quay lại chú chụp cho con luôn để bắt cho chắc ăn. Giờ chú chạy về nhà chú lấy cái chài. Dạ. Mẹ đem giữ chim nha. Dạ. Lẹ lẹ chú. Giờ tao về tao lấy cái chài mẹ đem giữ chim nha. Lẹ chú. Đừng cho bay nha. Chạy đi chú. Chờ tao giúp cho mày. Đi lên. Chạy đi. Chạy lẹ nữa chú ơi. Ừ biết rồi, tao chạy đi. Tao chạy lên cho lấy đi. Không cho tôi nghĩ. Tôi cũng tìm cách tôi nghĩ thôi. Mẹ ôm vậy cội. Cho tao coi với coi. Muốn biết hả? Nhưng mà biết mà. Hạ hồi phân giải. Ủa chú, nó làm gì vậy chú? Không biết nó làm gì trong đó. Có cái gì vậy ta? Chắc cái đó nó quý hay gì. Ủa cội, mày làm gì vậy cội? Đã nó biết mặt mà, chút biết. Cho coi thử biết đi. Ủa, chạy hả chú? Chạy có gì đâu mà bí mật dữ vậy? Tới rồi hả chú? Nãy giờ con đè con mệt quá. Không ấy, chú xuống chú đè đi. Rồi xong cái quăng cái chài vô, chú từ từ thò tay vô bắt chú nha. Ừ, vậy chú đè phải không? Chú đè. Đè chú, đè từ. Rồi để con chụp vô chú thấy mở ra nha. Lần nữa chú. Không biết cái gì nó làm. Bây giờ chú ba. Vậy dạ. Từ từ coi chừng nó bay nha chú. Chết rồi chứ ta. Ra ra chết đi. Mày đi về để mày chết mày với tao thầy cuội. Mày gạt tao. Nãy giờ tưởng mày đừng có nói gì. Mày đi về để với tao. Thôi lão nè. Cho mày chưa nè. Cho mày chưa nè. Tại con nói con mệt xin chú nghỉ mà chú không cho con nghỉ làm chi. Nghỉ hả mày? Nghỉ hả mày? Thôi, ông tính bỏ buổi chợ luôn sao vậy? Chú đánh con cho đã đi. Rồi mai mốt con làm quan chú đừng cầu cạnh con nghe. Làm quan nè. Thôi. Đi ra ngoài. Đi, ông ra đi. Bà làm gì kéo tôi ra đây vậy? Ông công nhận không? Cái thằng quỷ này nó khôn thiệt đó ông. Nó lừa vợ chồng mình hết lần này tới lần khác. Rồi nó lừa luôn cả quan nữa. Đuổi nó đi. Ông mà ông đuổi nó là tôi đuổi đó. Đuổi cái gì mà đuổi? Cái ruộng mình bây giờ phải làm cỏ mới trồng lại cái vụ khác phải không? Thì đúng rồi. Vì bắt nó cuốc cỏ xong đuổi. Đỡ tốn tiền muốn người làm. Trời ơi, mày cuốc lẹ lẹ giùm tao đi. Mày cuốc hết cái này mới về ăn cơm được, có nghe chưa thằng quỷ? Dạ, con làm hồi sáng giờ, chú bắt con cắt cỏ nè. Cuốc từ sáng đến giờ mà muốn chết luôn à. Chú ơi, cho con ngồi nghỉ chút xíu nha, uống nước nha. Mày nghỉ là miếng đất này ai cuốc? Mày uống đợi đi. Mày cuốc cho xong cái mảnh đất này mới về ăn cơm được á. Chú ơi, hết chợ nước luôn rồi. Hết nước thôi lại làm đi. Không ấy cho con chạy về nhà lấy nước ra để chú cháu mình uống xong rồi con làm tiếp. Thôi. Mày nghĩ sao? Giờ này mày chạy về nhà mày lấy nước rồi chừng nào mày mới ra mày cuốc hết miếng đất này. Trời ơi, chứ nãy giờ con mệt con say nắng rồi. Chú bắt con làm nữa hả? Hồi con mệt con xỉu đây nè. Không ai làm cho chú luôn á. Mày mệt mày xỉu hả? Chứ sao? Thôi mày chạy về mày lấy nước đi rồi mày ra liền cho tao nghe không? Dạ dạ. Đã con chút nha chú. Ừ. Đi đi. Thiếm ơi, Thiếm ơi. Cái gì vậy? Thiếm ơi, Thiếm. Ai đuổi mày mà mày chạy như vịt vậy mày? Chú sao? Chú sao? Chú chết rồi. Cái gì? Mày mới nói cái gì đó cuội? Con gì với chú đấy? Đang khai quang ngoài lẫy á. Tự nhiên có con trâu điên. Ở đâu điên khùng khùng chạy lại. Hút chú bay trời. Ôi trời ơi. Tao chú rớt xuống đất.
ruột gan phèo phổi văng ra một đống luôn. Trời đất ơi, rồi bây giờ ông nằm ở đâu? Đang nằm ngoài đồng. Trời ơi, ông ơi, ông ơi, sao mà ông chết tạm vậy ông ơi? Cái thằng nó nói đi về có chút xíu là nó ra liền. Dĩ mà tới giờ này chưa ra. Chú ơi, chú ơi, chú. Mày làm gì mày chạy về nhà lấy nước? Mày ra đây mày khóc làm sao vậy? Chị gì? Thề thảm lắm chú ơi. Thảm là cái gì thảm? Chú về nhà lẹ đi. Thiếp, thiếp sao? Thiếp chết rồi. Trời ơi, giờ tao sao chết? Khi con chạy về nhà thấy thiếp đang tính sổ tiền bạc này. Tính sổ có gì đâu chết. Cái con dế nó bò ra. Bò ra có gì đâu chết. Cái thiếp xạo quá, thiếp bay lên thiếp ôm cây cổ. Ôm cây cổ mà rồi sao nữa? Xong thiếp tu cây cổ. Rồi sao? Cái cột gãy nhà sập nè. Thiếp chết. Mặt mày thiếp tái hết chú ơi. Trời ơi, vợ ơi, vợ, 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 vợ. Mặt đuôi em sao mà chạy dữ vậy không biết nữa. Bộ bị đuôi sao đụng tôi dữ vậy? Vậy mà đụng tôi dữ vậy bà nội. Chạy ra ngoài đồng chồng tôi bị trong hút rồi ruột rồi. Bây giờ tôi ra ngoài chứ hổng xa không về nè. Tôi nói chuyện với bà tôi về tôi có vợ tôi sao? Ông đánh ra cho tôi kiếm chồng tôi. Ông là người hay là ma vậy? Tôi là người chứ ma gì? Bà là ma hay là quỷ? Tôi là người. Ông chưa chết hả? Chết là nào chết? Tôi còn đứng sẵn sàng đây mà chết cái gì? Bà cũng chi kìa. Tôi đâu có chết đâu. Tôi sống nhân năng mà. Sao thằng cụ nó nói vậy? Nhà sạch đè bà chết quẹo à? Ủa, thằng cụ nó nói là ông bị trâu hút rồi ruột ở ngoài đồng. Tôi chạy ra ngoài. Trời ơi. Vậy là tôi với bà bị thằng cụ nó lừa rồi. Đuổi ông hả? Khỏi đuổi ông cũng đi. Ê, thằng cụ kìa. Ê. Bắt ông hả? Đâu có dễ. Hả? Mày hả? Hả? Dạ. Mày chạy hả mày? Mày chú thương đi đâu hả mày? Hả? Cái tội của mày đáng bỏ nó thả trôi xong đó. Đúng rồi. Dạ, con giải xíu cho vui mà chú. Chú nở lòng nào. Lên đây. Lớn hả mày? Kỳ này tao sẽ cho mày chết. Nè, mày đừng có mơ mà gạt được ai nữa nghe chưa. Đi mày, đi mày. Chú đi. Đi, đi. Thả lên con đi chú. Tha cho mày hả? Chú vô mày. Chú ơi, có gì chú dám mình nói chuyện. Sao chú được, tội con mà chú. Từ từ vậy này, chú vô. Hãy lên. Dạ. Chú vô. Chú sát cho mày. Lấy cái đầu vô mày. Chú ơi, thôi thì quyền cha thầy chú. Chú bắt con sống thì con sống, bắt con chết thì con chết. Con chết chú kiếm ở lại đang sống mạnh khỏe nghe. Mày chết rồi tụi tao lúc nào vui vẻ đó mày. Trước khi xuống dưới con còn có một ý nguyện sau cùng, không biết chú có giúp giùm đứa cháu sắp lìa đời này không. Chú, mày đừng có mơ mà lừa tao lần nữa nghe không. Sắp chết tới nơi rồi lừa lọc gì nữa chú. Chỉ con cái con đang lo sốt gió nè, tới số chết là phải chết thôi. Mà trên trần á, ăn nhờ ở đậu nhà chú thím rồi. Chết xuống dưới giai đoạn đầu còn mở ngỡ, chưa quen biết ai, không biết làm gì ăn đây nữa. Nó nói cũng phải. Dạ. Nhưng mà thôi mày làm gì kệ mày. Mày lo mày tự thân vận động, mày ăn năn cái chuyện mày làm bậy bạ trên trần á. Giờ biết rồi. Nhưng mà dù sao chú thím cũng là người ép con vô hoàn cảnh. Con chỉ lo chú thím sống dằn vặt vì cái tội giết cháu của mình thôi. Cho nên con muốn giúp chú lần cuối. Tao không có gì phải dằn vặt hết đâu. Thả trôi xong một thằng lừa lọc như mày á. Dạ, tội giết người vi phạm việc nước á.
bỏ tù một gông có khi tử hình đó chú. Đó, nói vậy gì giết người á, không phải nhẹ đâu, có khi ám ảnh cả đời luôn á. Nhưng mà như vậy, chú mà tạo điều kiện cho con xuống dưới á, để con làm ăn ổn định á, thì chú cũng đỡ dằn vặt chút. Giúp mày xuống dưới có công chuyện làm ăn. Giúp mày sao rồi mày nói lại tao nghe coi. Dạ, là vậy. Sao? Giờ phút cuối rồi, con sắp chết, con nói thiệt với chú luôn. Sợ dĩ á, nào giờ con lừa gạt người ta chuyện này chuyện nọ để kiếm ăn á, là đều có bài hết đó chú. Có bài? Ừ. Chú nghĩ con là ngu như con á, sao lừa gạt được ai? Tại vì con có cuốn sách á, dạy nói láo nhét trên mái nhà á. Giờ chú nghĩ tình á, chạy về nhà lấy con đi, mai xuống dưới làm ăn, đảm bảo con chết á, rồi lương tâm của chú không hối hận chút nào hết á. Nè chú nhìn đi, hai tay con bị trói cứng như vậy rồi, còn chú buộc chặt ở ngoài nữa, làm sao con trốn được? Chú mang cuốn sách dạy nói láo cho con, chú bỏ vô trong rọ cho con nè, chú đá con một cái con dằn xuống nước, vậy là xong rồi, nghe chú. Nè, mày mà gạt tao một lần nữa là mày chết với tao nghe chưa? Bây giờ tao chạy về tao sẽ kiếm cho mày, nghe chưa? Ở đây đi. Dạ. Anh gì ơi? Anh ơi! Tôi đây. Ủa? Sao anh bị trói trong đây vậy? Chuyện dài lắm. Tôi mới đi chơi với thủy cung về, đi quá trời luôn. Cái gì? Anh đi chơi với thủy cung? Trời đất ơi. Số là trước đây á, tôi bị giống như anh vậy đó, nặng hơn luôn á. Làng sớm thấy ghê, sợ tôi lây cho họ, bỏ rọ để tôi xuống sông. Ai ngồi xuống dưới á, gặp thủy thần thương chỉ hết bệnh luôn. Nhưng mà sợ tôi trốn ở lại á, cho nên bỏ tôi vô rọ, quăng tôi lên đây nè. Anh xem thấy da tôi không, trắng mịn thấy không? Nhìn láng thiệt. Anh có muốn xuống dưới người ta chịu bệnh cho không? Tôi cũng muốn hết bệnh giống như anh vậy đó. Anh mở trói giùm tôi đi. Để tôi mở. Nhảy lên. Anh chui ra đi. Từ từ, để tôi đỡ cho. Đây. Ủa mà anh xuống dưới là được trị hết bệnh luôn thiệt hả? Tôi nói thiệt mà, không tin hả? Nè, làn da tôi láng trơn thấy không, chân tôi cũng vậy nè. Đúng rồi. Anh, tôi có một ít tiền á, đa tạ anh giúp tôi trị hết bệnh. Anh cầm giùm tôi. Bây giờ đi, tôi trói ông nhét chỗ đó. Nghe tôi dặn nè. Dạ. Khi mà ông chui vô rọ, ông phải nằm sắp xuống nghe. Dạ. Ông biết sao không? Khi mà rọ nó chìm xuống á, cái ở dưới thủy thần nó nhìn lên ha. Cái thấy mặt của ông. Dạ. Người ta tội nghiệp, người ta chữa trị tận tình cho ông. Chứ còn ông mà nằm ngửa là ở dưới người ta nhìn lên thấy cái lưng tưởng tu người ta đập ngược trở lại á. Dạ. Nghe dặn không? Dạ dạ. Nhớ nằm sắp nghe chưa? Dạ. Tôi nhớ mà. Chừng nữa. Đây. Chút xíu nữa nằm ngửa là bị đạp lên hả? Chứ sao? Chúng vô, chúng vô. Xuống, úp mặt xuống, nằm sắp xuống. Trời ơi, nằm sắp xuống che cái mặt lại, thẳng cái mặt xuống dưới. Thủy thần người ta mới nhìn rõ mặt ông, người ta mới trị được, hiểu chưa? Dạ. Rồi nằm im nghe nghe. Chút có thủy thần lên rước ông xuống, nhớ đó. Dạ dạ. Rồi đi nghe. Cảm ơn anh nha. Rồi không có gì, giơ cái mặt xuống. Chết mày với tao, dám lừa tao hả? Tao nói cho mày biết, tao về tao đập bay cái nhà luôn, cũng không có cái cuốn sách nào hết trơn. Chết mày với tao, mày chết mày với tao, mày chết mày với tao, con mày chết tao, mày chết mày với tao nè, con mày chết, con mày con giống con xào nữa, mày con giống con xào với tao nữa không? Anh gì ơi? Anh gì ơi? Hả? Có người chết đuối trong rọ. Đâu anh? Dưới đây nè. Kia. Nhảy đi anh. Nhảy lên. Anh ơi, lẹ lẹ gì mà anh ơi,
xin lại cho người anh. Mày quá, cứu được rồi. Mày làm cái gì ở dưới vậy? Con đâu có làm gì đâu ông, con tắm mà. Rõ ràng tao thấy mày cứ hì hục ở dưới, chắc có điều gì mờ ám đúng không? Dạ, con nói với ông á, ông giữ kín chuyện này giùm con nghe. Chứ không để người ta biết á, người ta kéo rần rần tới đây á, kiếm vàng kiếm bạc á, tại ở dưới đây có vàng. Mày nói sao? Ở dưới có vàng bạc hả? Dạ. Chẳng giấu gì ông, cha con á có cho con ít vàng ít bạc với lại mấy quan tiền để đi mua đồ. Mà tới đây á con thấy nóng, con nhảy xuống con tắm, rồi con lỡ làm rớt vàng bạc của cha con cho con mới tìm được mấy quan tiền ông ơi. Vàng bạc kiếm bây giờ chưa có, giờ cũng phải đi kiếm tiếp nữa. Nè. Dạ. Thằng kia, mày đi lên. Chỗ này chỗ tắm của mày hả mày? Đi lên cho tao tắm. Dạ, nhưng mà con đang kiếm vàng kiếm bạc mà quan. Kiếm cái gì? Chỗ này không phải là chỗ của mày kiếm. Đi lên. Dạ. Lên lẹ lên. Dạ dạ lên. Mày không về đi. Con về liền. Thím ơi, chú Thím. Thím ơi, con về rồi chú Thím ơi. Về rồi. Trời ơi. Ông ông có chắc là ông đá nó xuống sông không? Chắc tụt ra nó xuống đây luôn. Ôi, là hồn ma bóng quế nó vậy, nó nhát mình rồi ông ơi. Nó lại con giỡn mà, con thiệt mà, con còn sống mà. Thiệt không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì vậy? Lặn hụp từ nãy giờ có thấy cái gì đâu à. Trời ơi, quần áo của tôi, tôi bị nó lừa rồi. Chắc chú Thím thắc mắc tại sao con còn sống về đây đúng không? Chú Thím yên tâm đi, con còn sống nhăn răng nè. Còn ở dưới mới lên. Dưới nào? Mày đừng dở thủ đoạn nữa hả? Thủ đoạn gì chú? Ở dưới một thủy cung mới lên chứ đâu. Trời ơi, nó nói nó dưới thủy cung nó ném về Hà Bá rồi ông ơi. Gì? Hà Bá? Con là hàng củi, cha của chú Thím mà. Con ở dưới thủy cung mới lên thiệt. Chính chú đá con xuống dưới mà chú còn nghi gì nữa.
còn xuống dưới ha gặp á đầy đủ họ hàng tổ tông ba đời nhà chú thím luôn á. Thiệt, ở dưới đang ngóng chú thím xuống chơi á. Sao mày, chú thím không tin hả? Vậy chú thím nghĩ sao mà con có quần áo đẹp như vậy nè, lộng lẫy? Tại vì ông bà thấy con xuống dưới á, quần áo rách te tua nên thương cho con đồ mới vậy nè. Còn nói với con á, dạ bỏ qua mọi chuyện đi, mời chú thím xuống dưới chơi để tận mắt chứng kiến những cảnh huy hoàng xa hoa lộng lẫy đẹp đẽ dưới thủy cung. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi, con xạo với chú thím làm cái gì? Nếu ông bà không dặn con thì con không trở về nhà đâu. Làm sao con quên được cái cảnh á, chính chú á đá con văng xuống sông á, không thương tiếc, không nghĩ tình chú cháu gì hết trơn á. Ai biểu mày lừa tao? Mày lừa ổng chi? Mà làm sao người sống mà đi xuống chơi dưới Đông Cung được ta? Đúng rồi, mày người chứ đâu phải quỷ ma đâu mà xuống đó được. Trời ơi, dễ ẹc à. Nè, con nè, con cũng xuống dưới con về được vậy? Dễ lắm. Chú thím cứ ra bờ sông, rồi chui vô rọ, con đá chú thím xuống sông, y như cách chú làm với con vậy đó. Mà con nói thiệt nghe, họ hàng nhà mình á, phước đức biết bao nhiêu đời á, mới xuống thủy cung được. Chứ người trần mắt thịt á, ai mà làm được điều đó. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, ở dưới thủy cung đẹp lắm đó. Đây là cơ hội, chú thím nên xuống dưới một chiến đi. Lẹ đi con. Dạ xong rồi chú. Mà chú thím xuống dưới á, ai cho gì á, lấy hết về nghe. Ở dưới sướng lắm, vàng ngọc á rải đầy đường luôn, không cho trên mình đâu. Trời ơi, dưới gì đã vậy? Trời ơi, con gà chú thím làm cái gì? Xuống dưới đi biết, nó xà qua lộng lẫy lắm. Trời ơi, mày nói tao đô quá, mày đánh tụi tao lẹ lẹ đi. Lẹ 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 lẹ, tao đi lẹ lẹ đi, tao đi trước đường, bả đi sau đi. Ê, vậy hả? Nè, sao vậy chú? Đi lẹ đi mày. Mày lấy tao trước nè. Thôi mày đẩy đi nữa. Tao đi trước nha. Xuống dưới ai cho gì mang lên nha chú. Lẹ đi, lẹ lên đi. Rồi nó tiếp luôn. Trời. Có chuyện gì vậy? Cứu con, có người tự tử. Ở đâu? Ở đâu? Con không biết bơi, con sao con không dám ra. Ở đâu? Ở dưới á. Trời ơi, chạy em trước. Hai chú ráng cứu đi chú. Dạ dạ. Ai biểu hai người ngán với tôi quá anh chị? Đây chú thím mày đâu? Dạ chú thím con đi thăm họ hàng ở xa rồi. Chứ về ông qua đây có chuyện gì không ông? Mày ngồi xuống ông tao nói chuyện nào coi. Về nữa. Mày xuống. Dạ. Nghe đồn mà. Ủa sao nay mày có bộ đồ đẹp mặt mày? Dạ đẹp không? Đẹp. Lúc nãy con đi ở ngoài đường á, cái có ông kia thấy con bận đồ xấu quá, tội nghiệp quá, cái ổng cho con bộ đồ này nè. Đã ha, cái số mày cũng may mắn ha. À nè, tao nghe nói là chú thím mày có món bánh ngon lắm phải không? Tính qua đây ăn thử rồi sắp tới đặt tiệc luôn. Chết cha, ông bà giờ không biết còn sống hay chết nữa, vậy ai làm bánh trời? Sao tao hỏi mày không nói, mày cứ giật giật nhăn nhăn cái mặt lại mày. Dạ bánh hả ông? Chú thím con đi không biết chừng nào về, mà không biết trong nhà còn bánh không nữa ông. Mà nè, mày nhớ cái rằm tới này nói chú thím mày đem qua 500 bánh ngang. Nè mà ông, có cái này nè, con nói ông đừng có nói ai nghe nghe. Ừ, nói đi. Đây là bí quyết gia truyền của dòng họ, sống để bụng chết mang theo. Nói đi ông nghe. Dạ. Bánh ở nhà con không phải là chú thím của con làm ra đâu. Không phải chú thím mày làm, vậy là mày làm? Dạ không luôn.
Vậy chứ ai làm? Mà gà làm ra đó ông. Gà? Dạ. Ở trong xóm mình đâu có ai tên gà. Gà là con gà đó ông. Con gà làm ra cái bánh? Dạ. Tức là nó đẻ ra bánh đó ông. Không phải đẻ ra trứng mà đẻ ra bánh. Con không nói ông không biết đâu. Con mà không nói ông không tin đâu. Con gà này không phải là con gà thường. Con gà gọi là thần kê đó ông. Mỗi lần ông muốn có bánh á, phải đập lên lưng nó là nó sẽ đẻ ra bánh. Mỗi lần muốn ăn là lấy cái cây đập con gà. Dạ. Mày lấy ra tao coi thử coi. Dạ dạ. Ông đợi con một chút nha ông. Ờ. Dạ. Đợi một xíu. Trên đời này có con thần kê thì cả ta. Đẻ ra bánh. Đẻ đi. Trời. Đẻ ra bánh đi. Trời. Nó là con gà. Để ra bánh hay là nó cắt củ gà vậy trời. Nào. Về đây. Chà. Cái bánh này là do con gà nó làm ra đó hả? Dạ. Ông ăn từ từ thôi. Từ từ á mới cảm nhận được. Nuốt nhẹ nhẹ vô thôi ông. Ngon quá. Dạ. Ông thấy sao? Ngon đúng không? Cần. Ăn nữa đi ông. Ông thấy cái mùi vị của nó khác hơn những loại khác đúng không ông? Ngon. Dạ. Ngon lắm. Dạ. Chính nó làm ra đó. Dạ đúng rồi. Đưa đây tao coi. Nhưng mà ông phải cẩn thận nghe. Cẩn thận lắm. Đây là thần kê của chuyện nó bay về trời. Kỹ chú ông. Không thôi chết con, chết gia đình con luôn ông. Biết rồi. Đúng là gà thần ha. Dạ. Nhìn nó cũng đẹp hơn gà bình thường. Dạ. Dòng họ con mấy chục năm nay sống nhờ con gà này đó ông. Nè. Mấy đời nay dòng họ mày đã xài đủ con gà này rồi. Tao nghĩ chắc cũng chán. Để con gà này lại cho ông nha. Vậy đâu được ông. Đây là kế sinh nhai của chú thím con sao mà bán cho ông được. Bây giờ mày muốn cái gì mày nói đi. Bao nhiêu tao cũng mua hết. Tao đã thích con gà này rồi. Chắc chắn tao sẽ mua được. Nè. Dạ. Nếu như mày không bán, tao sẽ đi rêu rao. Cái bánh này không phải là do nhà mày làm, mà do con gà này nó đẻ ra. Lúc đó nhà mày làm sao bán bánh được. Suy nghĩ đi. Nhưng mà nếu ông biết vậy thì ông phải đưa lại. Nhưng mà ông làm mất kế sinh nhai của nhà con thì ông phải trả cái gì xứng đáng mới được cho gia đình con sống chứ ông. Đưa con gà đây. Dạ. Cẩn thận không? Ông bây giờ ông lấy con gà của con nè. Rồi ông giờ ông đợi cho con mấy con chim cút được không? Ê, không được ông. Ừ. Tôi... Vậy chứ mày muốn gì? Vậy là công bằng quá, mày còn muốn gì nữa? Dạ, ông lấy con gà, đây là kế sinh nhai của chú thím của cả dòng họ nhà con. Hay là ông đền bù lại con trâu mộng á, để cho nó cày cấy để gia đình con kiếm cơm chứ ông? Gì? Mày điên hả? Con gà có chút xíu này, đòi đổi nguyên con trâu mộng? Con trâu mộng là con trâu bình thường, nó chỉ biết cày cấy thôi. Còn con gà con là gì? Là thần kê. Mỗi lần ông thèm bánh, cứ đánh một cái, đẻ bánh, đánh một cái, đẻ ra bánh. Đó, ông mà thèm bánh hả, ông cứ đánh càng nhiều, nó đẻ càng nhiều. Còn trâu ông làm được không? Thôi được rồi, trong mộng thì trong mộng. Giờ nè, ta lấy con gà trước. Cái làm cho gia nhân nó đem con trong mộng qua cho mày. Nghiêm. Dạ. Ông nhớ nha ông, đừng gạt con ơi, nha ông. Trời ơi, ông uy tín mà, gạt con làm gì không biết nữa. Mộng ơi, con dặn ông cái này nè. Khi về nhà ông á, nó thấy lạ, ông đừng có đánh liền nghe chưa. Ông phải để nó quen, rồi ông hãy đánh, nó mới đẻ ra được bánh. Chứ nó về nó lạ, đánh nó liền á, nó quản là không chuyện hết. Nó không có đẻ được bánh, hiểu không? Mà nó chạy đi mất rồi, nó bay về trời luôn, nghe không? Dạ. Dạ. Biết rồi. Giờ về nha. Dạ. Chọc cái bánh này nè. Hà cãi luôn. Dạ. Nè ông. Ông về thông thả nghe không? Ừ. Lạnh quá ông ơi. Thằng Cụi đâu rồi? Thằng Cụi. Dạ có con. Cụi đâu rồi? Mày ra đây biểu ơi. Mày ra đây. Cút ra khỏi nhà tao đi. Trời ơi. Chú thím khỏi còn đuổi. Con cũng đi nữa. Mà cũng tại chú thím trước. Chú thím muốn hại chết con. Thì con mới nghĩ ra cái sách này nè. Để cho chú thím hiểu một điều là muốn hại người là người hại. Đó người ta kêu là ghẻ ông đập lưng ông. Ê. Còn cái con trâu mộng mày cột ở ngoài gốc cây là sao mày? Chú thím thấy chưa? Đi vắng mới có mấy canh giờ mà con làm lợi cho gia đình mình một con trâu rồi. Phải chi chú thím á đối xử tốt với con nè, thương con nè, rồi kêu con ở lại á, thì con sẽ tạo ra thêm nhiều lợi cho gia đình mình nữa. Thôi giờ chuyến này con đi.
con sẽ đi ngao du sơn thủy, coi trời coi đất cho thỏa con mắt. Mày muốn đi đâu? Mày đi đi, đi ra khỏi nhà tao. Mày đi đi, mày đi tao cũng nuôi con heo á. Bạn ơi, lạnh quá. Chú Thiêm vui vẻ, hẹn ngày tái ngộ. Đi à. Thằng Củi đâu rồi? Ôi, mày chết mày với tao rồi Củi ơi. Mày dạ. Vậy chào ông. Mày là quân lừa đảo. Cái con gà này tao đánh nó chết lên chết xuống mà nó có ý ra miếng bánh nào đâu. Sao kỳ vậy ông? Kỳ cái gì mà kỳ? Chính mắt ông thấy gà đẻ ra bánh mà. Tao thấy hồi nào? Tao chỉ thấy mày ẵm con gà bưng dĩa bánh ra thôi. Tao không hề thấy con gà đẻ ra bánh. Thôi ông bình tĩnh. Ông vô đây con nói nè. Mày từ từ mày nha. Không giải thích rõ ràng mày chết mày với tao. Dạ cái chuyện nó vậy nè. Mày không giải thích được chuyện này là mày chết mày với tao. Dạ ông bình tĩnh đi. Con hỏi ông nè. Sao? Ông để nó bao lâu rồi mới đánh vô lưng nó? 3 canh giờ tao mới đánh nó. Trời ơi, vậy là đúng rồi. Bình thường á là phải để cho 3 ngày hoặc 7 ngày để nó quen hơi, rồi nó quen chỗ rồi ông đánh nó mới đẻ ra bánh được. Còn đằng này có mấy canh à, đánh nó sao đẻ ra bánh được? Nó không bay lên trời là mai rồi đó. Tao không biết. Bây giờ tao đánh con gà gần chết rồi, tao trả cho mày con gà nè, cầm đi. Đó, mày trả lại con trâu cho tao. Trời, đâu có được ông. Hả? Ông làm mất phép thần kêu con rồi. Ông trả lại con, lấy lại con trâu, lấy gì con sống. Mà con không trả đâu. Ông biết luật rồi mà. Hàng quá tay, không bao giờ trả lại. Mày... hả? Hết hồn mày. Có cái chuyện nhỏ xíu như con cuốn chiếu mà ông đòi giết nó hả? Trời, mày là đầy tớ của tao mà tại sao mày ngậm máu phun người? Tao kêu mày giết nó hồi nào? Tao kêu mày đan cái rọ tre bỏ nó vô rồi thả nó xuống sông. Tao kêu mày giết nó hồi nào? Ồ. Anh ơi, anh đang làm gì vậy? Mày hả Củi? Tao đang chặt tre để làm rọ vì mày xuống sông, vì cái tội mày lừa gạt lão gia. Giờ tôi biết. Giờ lão gia nhà anh muốn làm gì tôi cũng được, tại số tôi xui xẻo thôi. Mà anh biết chỗ nào bán bưởi không? Tôi mua nhiều lắm. Chi mày? Tôi mua nhiều về để dìm chết con trâu chứ làm chi. Tại nó mà tôi xui xẻo nè. Bây giờ đó tôi phải mua thật nhiều bưởi về dìm chết nó trả thù. Hả? Mày mua bưởi dìm trâu á hả? Dạ dạ. Mày có bị khùng không vậy? Mày muốn dìm trâu mày phải lấy đá nặng mới dìm được chứ. Vậy là anh không biết rồi. Cổ nhân có câu á, rọ bưởi thì chìm, rọ đá thì nổi. Đó giờ anh có thấy cổ nhân nói câu nào sai không? Ủa, cổ nhân có nói vậy hả? Dạ, câu đó ai mà không biết. Không tin anh làm thử coi. Thôi thôi, tôi đi mua bưởi dìm chết con trâu này mới được nha. Ủa, nó nói có đúng không ta? Cổ nhân có nói vậy, mua bưởi dìm trâu. Vậy báo về lão già biết mới được. Dạ lão già, nó nói là rọ bưởi thì chìm, rọ đá thì nổi. Rọ bưởi thì chìm mà rọ đá thì nổi, có đúng như vậy không? Sao con biết được? Con là đầy tớ, con ngu con không nói. Ông là chủ con á, chẳng lẽ chữ nghĩa thánh hiền ông không biết? Mày nói tao lão gì vậy? Mày nói vậy là ý mày nói tao ngu hả? Dạ con đâu có dám đâu. Ủa mà cổ nhân có nói gì không? Không, làm sao biết được. Cổ nhân nói cả dạng câu làm sao nhớ hết. Nhưng mà nói cái vụ bưởi á thì vườn nhà mình thiếu gì. Mày đi kêu đám gia nhân á hái bưởi nhét vô dìm nó xuống sông cho tao. Tao tức nó quá chịu không nổi. Con đi liền. Lần này mày chết chắc. Mày dám gạt tao hả mày? Hả? Em nó xuống dìm nó chết cho tao. Dạ, biết dạ. Rồi ông ơi. Hai con ông ơi. Hai đứa con ông ơi. Lên dìm cho nó chết. Cứu con ông ơi. Dám gạt tao mày. Cứu con ơi. Trời ơi, chỗ đó nó cạn quá. Đúng rồi, ra xa, ra xa. Dạ dạ. Dìm nó xuống, dạ, cho nó chết. Dạ, thả nó xuống, thả nó xuống. Lùi thảo hả mày? Đúng rồi. Cho mày chết. Xài thả luôn. Bây giờ vô mình đem bán kiếm tiền.
ở đâu có giống gánh hay gì ta? May quá. Ủa, mà không biết ai lại để ở đây hay để quên. Mà mày lấy của người ta kỳ không ha? Đâu sao? Lấy giống gánh, đổi cái rõ. Thông minh quá. Mày rồi. Ê thằng kia, đứng đó cho tao. Ông à, đúng là mày rồi. Mày to gan lắm, mày dám gạt tao hả mày? Dạ con đang đi kiếm ông nè, để qua trả lại đồ cho ông á. Mày đừng có xạo ngang. Dạ. Gánh cái gánh bưởi cà lết cà la như vậy mà nói trả tao hả? Gông đầu nó lại. Ông muốn bắt con á thì ông bắt đi, nhưng mà ông bắt con rồi á thì sợ làm ảnh hưởng tình cảm giữa ông với lại quan sở tại của con á. Cái gì? Quan sở tại? Ừ, con đang làm sứ giả để cho quan con sang gặp ông, một công đôi chuyện mà. Vậy là sao? Quan mày là quan sứ nào? Tao đâu biết. Quan con là quan sứ hạ. Dạ. Quan con á biết con lấy đồ của ông vậy đó, về đánh đập tra tấn con đủ điều, bắt con phải qua đây xin lỗi ông. Rồi quan con á bắt con là đem qua một cái gánh bưởi nè. Ai bưởi này ngon lắm nha. Bưởi vườn nhà quan đàng hoàng, ngon lắm đấy. Thiệt hả mày? Dạ có thiệt mà. Đúng là quan anh của ta. Quá thật. Quá thật sao ông? Thật là chú đáo chứ sao. Dạ quan con còn dặn á, hỏi nếu quan có con trâu đực á thì cho quan con mượn về gieo giống vài bữa, rồi mai mốt á đích thân quan con sẽ qua cảm ơn. Đa tạ rất hậu hĩnh luôn. Tưởng chuyện gì chứ cái chuyện này. Chuyện này sao ông? Chuyện này thì được chứ sao. À, dạ. Mày nói sao? Nói về. Dạ con thấy nó đứng lù lù ở ngoài kìa ông. Chẳng những nó không chết mà nó còn dắt thêm một con heo về. Con trâu ông. Con trâu về. Ông bây giờ mình tính sao? Sao nữa? Dắt nó vô chứ sao nữa? Dạ. Lẹ lẹ vô đi. Dạ con chào ông. Ngon. Uống miếng trà. Dạ cảm ơn ông. Dạ ông ơi. Vua Thủy Tề gửi lời cảm ơn ông vì ông biếu rọ bưởi nên biểu con á đem trâu về để trả lễ. Có chuyện kỳ lạ đó thiệt hả? Dễ thiệt. Ông không tin ông ra ngoài coi. Ta nói con trâu nó mập mập hơn ông nữa. Không sao. Con có nói ông giống con trâu cũng không sao. Miễn sao ông có thêm một con trâu là ông vui rồi. Ý con nói là nó mập lắm. Nó mập còn hơn con trâu bữa ông đổi con gà của con nữa. Vậy hả? Con à, con thấy ở dưới á cái quan cảnh nó làm sao? Dạ ở dưới là khỏi nói rồi. Nó đẹp còn hơn nhà ông nhiều. Gì nói hả? Chung là nó choáng ngợp, nó lộng lẫy, nó xa hoa. Nói chung là từ ngữ con nó ngắn bằng chiều cao của con, không thể nào diễn tả hết được. Ông xuống dưới ông nhìn tận mắt ông mới thấy á. Ta nói nó bề thế dữ lắm ông ơi. Ta nói nó lộng lẫy lắm. Nhưng mà làm sao ông xuống dưới được? Trời ơi, ông lo gì, tầm thường như con vậy nè còn xuống dưới được. Gì hả? Nó chỉ là sang giàu như ông vậy, xuống cái một à, bình thường. Mà nếu đó ha, vua Thủy Tề mà biết ông á là người biếu rọ bưởi á, chắc chắn á vua Thủy Tề đãi dữ dằn luôn. Nè, khi này mày mà nói láo ông một lần nữa là mày chết nghe cụi. Con nói dối ông làm gì? Nhưng mà nói thiệt nghe, ông mà xuống một lần ông ghiền luôn. Nhưng mà con chỉ tiếc một điều thôi à. Phải chứ hôm đó ông dìm con bằng cái rọ đá xuống dưới thì hay biết mấy. Làm sao? Dạ tại vì ở dưới bưởi thì hiếm,
Không có. Đúng rồi, dưới nước sao trồng bưởi được đó. Bởi vậy vua Thủy Tề mới cho trâu. Còn đá hả, dưới càng hiếm hơn nữa. Ủa, nói vậy ở dưới sông, ở dưới thủy cung không có đá hả? Dạ không, toàn là sình không à. Đúng rồi. Dạ chắc vậy. Con biết sao không? Tại vì vua Thủy Tề đang chuẩn bị xây thêm lâm cung nên còn rất nhiều đá. Nếu kỳ này ông đem đá xuống dưới, chắc chắn ông sẽ trả vàng. Một cục đá, cục vàng, hai cục đá, hai cục vàng. Một bè đá thành một bè vàng luôn á ông. Nè, dạ, có đúng như những gì mày nói không? Dạ, con nói dối ông làm gì? Lần này mày mà nói láo ông là mày chết mày nha cùi. Trời ơi, con sao dám gạt ông? Vậy là ông không đi phải không? Vậy con đi à? Quay! Dạ. Ngồi xuống. Dạ. Kể từ giờ phút này, mày không được đi đâu, mày chỉ ngồi ở đây thôi. Con đi rồi, đúng không? Bây giờ để cho ông đi, để ông mở mang tầm mắt, để mà còn giúp đỡ với Thủy Tề xây dựng thủy cung nữa chứ, đúng không? Nè, dạ. Không cho nó đi nghe chưa? Dạ dạ dạ. Bây giờ ông đi tìm đá, thiết là nhiều đá, đem xuống giả tặng cho vua Thủy Tề. Dạ. Ngồi để không đi đâu nghe chưa? Dạ. Ê, hả? Ngày mai vậy á, khi mà ông có xuống thăm vua Thủy Tề á, khi nào mà thấy nước sủi tâm á, là vua Thủy Tề đã thiết đãi xong, nhớ phóng xuống kéo ông lên nghe. Hiểu. Xong chưa? Mà nè, sao ít đá vậy? Dạ, ông ơi, con thấy nhiêu đó là được rồi đó ông. Lỡ chuyến này thôi nha, chuyến sau á là nhớ bỏ đầy đá cho tao nghe chứ. Dạ dạ. Ông vô đi ông. Dạ vô đi ông. Vô đi ông. Lẹ lẹ. Lẹ. Ây chà. Ây. Rồi chứ ông. Rồi rồi rồi. Lẹ lên. Dạ dạ. Rồi rồi rồi. Lẹ lên, khiêng tao quăng xuống dưới, tụi bay lâu lắc quá. Dạ dạ. Nhanh lên, nhanh lên. Dạ dạ dạ. Lẹ lên, tao nôn quá. Đúng rồi. Lẹ lên, lẹ lên. Ra nữa. Ủa, sao sủi tâm nhanh vậy mày? Không lẽ vua Thủy Tề tiếp khách nhanh vậy? Ê, tao nghĩ thằng củi nó lừa quá. Ông mà có chuyện gì á là tao với mày bị liên lụy. Ờ hả? Ổng mà chết tao với mày bị mang tội giết người. Ờ, giết người. Kéo ông lên, kéo kéo kéo. Trời ơi, ông có sao không? Ông có sao không ông? Trời ơi, khi nó vô, khi nó vô. Dạ 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 dạ. Dạ dạ. Trời ơi, lẹ lên, lẹ lên. Ông ơi, ông thấy Long Dương chưa ông? Ông có thấy không ông? Trời ơi, Long Dương cái gì? Xem chú ta gặp Hà Bá rồi. Hả? Trời ơi, lần này ta lại bị thằng Cụi nó lừa nữa rồi. Trời ơi, thằng Cụi á, thằng Cụi. Cụi bị dân làng đánh một trận thừa chết thiếu sống và đuổi khỏi làng vì tội nói dối, phá phách khắp làng xóm. Anh hối hận, ra đi và mong muốn làm lại cuộc đời. Giờ mình cũng lớn rồi, suốt ngày cứ rong chơi lêu lỏng phá phách, vậy hoài sao được? Xét chút nữa là hại người hại mình rồi. Giờ phải tìm cái nghề nào đó đàng hoàng để học. Sao chứ thú làm ăn, chỉ còn lấy vợ sinh con nữa chứ. Hả? Là ai vậy? Ai vậy? Biết chính liền.
thôi, chơi tiếp đi tụi bay. Ừ, nhưng mà trước khi chơi đưa tôi cây phúc trần. Trời, nãy giờ chỉ có dành vậy thôi đó hả? Vậy thì sao mình không nghĩ ra ta? Ông nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy? Hả? Nhìn cái gì nhìn ra ngoài mà nhìn không chớp mắt nha hả? Ông thèm lắm phải không? Thèm con Mận lắm phải không? Tôi gả luôn cho. Trời đất ơi, bà nghĩ đi đâu vậy? Tôi nhìn nó là tôi tính tới cái chuyện đại sự. Chuyện gì đại sự? Đây nè, tôi tính vậy nè. Nín đi. Ông có biết là đi làm đám cưới cho nó như vậy đó là tốn biết bao nhiêu tiền của tôi không? Bởi vậy bà không có biết cái gì hết đó. Thà tốn một lần, chứ nó lớn vậy rồi, nó ở với mình hoài coi sao nặng, đúng không? Bà phải biết làm sao á, thả con tép nó đi, mình bắt lại con tôm. Có gì đâu khó. Thì bây giờ đó, ông đuổi cổ nó ra khỏi nhà, coi như xong. Nếu mà nói như bà thì còn cái gì nữa đâu. Làm vậy quá đơn giản rồi. Mà nếu mà mình làm vậy á, bà con chòm sớm người ta nhìn vô, người ta chửi thôi à, cũng đủ mạt. Thôi, kêu ra nói chuyện coi. Ba, ra anh chị nói chuyện cái gan. Dạ em ra liền. Dạ, anh hai. Anh hai nè, công nhận á, ruộng nhà mình tốt thiệt á. Em á, chỉ mới trồng thâm canh thôi á, mà nào là lúa nè, ngô nè, cái nào cũng tốt. Đây nè, anh chị kêu chú ra đây á là để nói cái chuyện đại sự. Còn dạ, mấy cái chuyện đó chỉ là cái chuyện cỏn con thôi, đúng không bà? Anh á, là anh lớn trong nhà. Dạ. Mấy cái chuyện mà giường tược á là anh là phải có trách nhiệm bảo quản và chăm sóc. Lo là lo cho chú kìa. Dạ. Lo cho em hả anh? Ủa mà lo cho em mà lo cái gì anh? Trời ơi, cái chú này sao không biết gì hết trơn á. Chú đã lớn tới gần này rồi, ở miết với anh chị vậy coi sao nó đặng. Trai lớn á là phải thành gia lập thất, vậy á mới nở mặt nở mày với đời. Ý của chị là sao em không hiểu? Trời đất ơi, ý quá rõ rồi còn cái gì nữa. Đây nè, anh chị á là thương chú. Dạ. Cho nên mới tính chuyện mà cưới vợ gả chồng cho chú. Để mà phấn đấu với người ta. Dạ, thú thiệt với anh chị là em chưa nghĩ tới cái chuyện lập gia đình à. Thôi trời ơi, giấu kìa bà. Đừng có giấu anh. Dạ. Anh nhìn là anh biết hai đứa có tình ý rồi. Đây nè, anh nói cho chú nghe, con Mận á, nó mồ côi từ nhỏ, nhưng mà ăn ở trong nhà thấy nó cũng hiền lành, tốt bụng, đúng bà? Đúng rồi. Anh thấy là hai đứa là xứng đôi lắm á nghe. Dạ. Chê cái gì nữa. Thú thiệt với anh chị á thì em cũng rất có tình ý với Mận. Vậy là được rồi. Nó thừa nhận luôn rồi kìa. Nhưng mà lập sao? Gia đình rồi tụi em ăn ở thì sao, rồi mọi thứ em cảm thấy chưa tốt cho nên em chưa nghĩ tới. Nó có đâu, đúng không bà? Đây nè, nhà cửa anh chị bề thế cơ ngơi như vậy thì chú cứ lo gì, chú cứ lập gia đình đi, rồi ra riêng anh chị chia cho ngó tài sản, đúng không bà? Có gì nữa. Anh nói thiệt không anh? Thiệt chứ sao không thiệt.
Lớn mà đi gạt tụi bay làm gì? Dạ, ừ, dạ em cảm ơn anh chị. Để anh chị kêu con Mẫn nha. Kêu kêu nó ra tôi nói chuyện coi. Mẫn à, ra cậu mở biểu cái coi. Dạ. Dạ. Dạ, cậu mở gọi con. Trời ơi, giờ này còn kêu cậu mở gì nữa? Ừ. Sắp sửa thành người một nhà rồi. Đổi cách xưng hô đi nghe. Tôi xin lỗi Mận. Tại vì anh hai với chị hai kêu ra gấp quá rồi tôi chưa kịp hỏi ý kiến của Mận. Hỏi gì nữa hỏi? Hồi nãy giờ núp ở trong nghe hết trơn rồi chứ gì. Mận, chịu dạ. Phải không? Dạ. Chịu phải không? Dạ. Tùy anh thôi ạ. À. Vậy là vui rồi. Vậy là vui rồi. Hai đứa cũng coi như là xong xuôi rồi. Ừ. Mai mốt anh chị chia tài sản cho. Vài bữa nữa ra mắt họ hàng đó rồi anh chị công bố luôn nha. Dạ, dạ. Sao cũng được mà anh. Đối với em, anh là quyền huynh thế phụ mà. Anh tính sao cũng được hết ạ. Anh ơi, không ai mà sướng như hai đứa hết trơn hết á. Trời ơi, được anh chị lo hết từ vậy đó à. Mới cưới nhau à, mà có tài sản ra riêng rồi à. Chị hai thiệt là cạn tình cạn nghĩa. Nghĩ sao á mà bắt vợ chồng mình dọn vô cái túp liều tranh này không biết nữa. Nhà cha mẹ để lại á thì rộng thênh thang. Đã vậy còn lấy hết ruộng vườn. Chỉ để lại cho hai vợ chồng mình cái mảnh vườn cằn cỗi như thế này thôi. Thôi, bây giờ có chỗ đi ra đi vô gì là vui rồi. À, nè, em nhìn đi. Cũng may là còn cây khế này thấy chưa. Mình bây giờ mình cố gắng chăm sóc cho nó là sao cho thật tốt. Chẳng mấy chốc á, hoa quả đầy lên. Rồi lúc đó mình thu hoạch, cái mình đổi lấy lúa thì mình sẽ có dư thôi đúng không? Nói gì thì nói, em cũng giận anh chị hai hết sức á. Em thấy có tốt gì đâu. Cây khế chứ không phải là vàng đâu mà anh mừng dữ vậy. Thôi, em đừng có như vậy nữa. Bây giờ mình phải cố gắng làm cho thật tốt. Chứ ở đó mà than thân trách phận với ai nữa. Đi đâu hết rồi ta? Rõ ràng là do chuyện đang khe trả bài mà. Kỳ ghê, chẳng thấy đứa nào xuất hiện hết. Thank you.
mình ra đây coi nè. Chồng em giỏi quá, mới đó mà cái khế đã sai trái vậy rồi. Dăm ba bữa nữa là có thể thu hoạch được rồi. Cũng nhiều rồi nha, mấy thúng à. Vậy là vài ngày nữa vợ chồng mình có thể đem khế ra chợ bán rồi đó. Mình nè, em muốn mua vải may cho mình một bộ đồ mới để mình đi lại với người ta. Thôi, bộ đồ này còn tốt mà. Mình á, mình lo cho mình đi. Bán xong á lấy tiền may một bộ đồ thật là đẹp cho bằng chị bằng em. Em thấy ngày giỗ cũng sắp đến rồi. Mình ít nhất thì mình cũng phải có con gà hay là chai rượu đem qua, chứ nếu không anh chị hai trách móc đó. Anh biết rồi. Thôi đi vô. Ở đây á mà coi cái khế riết á là nó rụng hết luôn á. Chuối, bò, bất khả ăn đi em. Chết cho quá à. Ngon ngon mầm mầm, muốn ăn mấy cũng được đúng không anh Bình? Không ăn thì bớt xuống, qua hướng dưới đi. Tuy là tí thật á, nhưng mà quậy vậy mới đúng. Trời ơi. Đi đi. Quả ơi, đi đi. Quả, quả, tao xin tụi bay mà. Tụi bay đi đi, đừng có quậy cái khế của tao. Quả, 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 ngon ngon, ăn ăn. Quả ơi, quả, tao xin tụi bay mà. Tao xin mà, tao quỳ tao lại tụi bay nè. Bây ăn ơi, ăn nhiều nhiều thôi, đừng có phá cái khế của tao. Tao có một cái khế đi xin nhai thôi đó. Trâm lại ông quả, ngạt lại ông quả. Ông ăn no rồi, làm ơn đi giùm tôi đi. Vợ chồng tôi nghèo lắm, chỉ trông mong vào cái khế này thôi. Xin các ông làm ơn đi giùm cho. Sao đi mình? Vậy là hết rồi. Nó phá như vậy là hết rồi. Quả, quả, quả. Ăn một trái khế, trả một cục vàng. Thang tuổi ba vàng, mang theo mà lớn. Quả, quả, quả. Nhớ chưa? Bọn ta sẽ quay lại, chuẩn bị đồ nghề đi. Biết chỗ không mà đưa đi hết trời. Bên kia ngọn núi chắc luôn, giờ đi coi nè. Hay quá, mình bay với chim vậy đó. Nó quay lại cho mình. Túi đâu anh chị? Đây, túi đây. Quả, quả, quả. Sắp tới giờ khởi hành rồi. Mời quý khách lên máy bay. Quả, quả, quả. Mình ơi, hay là thôi. Hai vợ chồng mình làm lụng kiếm sống qua ngày được rồi. Chứ tự nhiên mình đi lấy cái của ở đâu đậu đâu đâu á. Em lo lắm. Đến giờ khởi hành rồi anh chị ơi. Cái này là quả ăn khế trả vàng mà. Có cho không đâu mà chị ngại. Thôi, đi nào. Bình, chở nghe Bình. Vậy á, vòng về là việc chở nha. Vui quá đi, vui quá đi. Nặng thấy mòn chứ vui cái gì. Bên phải. Bên trái. Nghiêng bấm bên đâu đâu. Bên này, bên này. Thank you.
nhiều vàng quá vậy? Lấy vàng đi anh. Lên lên đi anh. Lấy vàng đi anh. Lên lên đi lên. Giờ đi về còn thêm cái túi ba gan nữa, nào muốn chết đây nè. Sao kỳ vậy, cả đám đi hết rồi mình tôi lại thôi chứ. Bộ ông tưởng đi vui lắm hả? Bay tới bay lui muốn rã cái cánh luôn á. Ăn khế ê hết hàm răng luôn à. Chứ ông không thấy ông đang cầm cây phất trần chặt hừ đó sao? Chuyện này đâu có cần bột đâu ra tay. Trời, vậy hả? Giờ mới gần ở giai đao nè. Nhưng mà nghe nói tí hồi phải chở thêm ông tham lam nữa đúng không Việt? Phải rồi, ông này sẽ mang nặng gấp 5 chuyến vừa rồi. Chết rồi, vậy sẽ là... Trời ơi, sao mà nó đẹp quá vậy nè. Ông ơi, ông ơi, trời mấy cái bình này mắc tiền lắm nha. Bên nhà mình cũng không có nổi nữa đó nha ông. Trời ơi. Nói nghe nè. Hả? Tôi thấy lạ lắm á nghe. Sao? Cách đây mấy bữa hai vợ chồng nó còn khố rách áo không? Sao tự nhiên bây giờ lại giàu lên vậy? Đúng không? Có cái chuyện gì nó mờ ám ở đây nè. Sao? Làm ăn mà để cho thằng em nó qua mặt như vậy đó. Tệ hết sức là tệ à. Cái bà này tôi... Ủa anh hai chị hai. Trời đất ơi, anh chị qua đây không nói em trước một tiếng. Em kêu tụi nó ra đón anh chị. Đi ngồi 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 đi anh chị. Anh chị ngồi ngồi ngồi. Vậy mà tôi tưởng vợ chồng chú thím không có nhớ vợ chồng tôi chứ. Tinh ơi, nhà chú thím rộng quá, cao quá, sang trọng quá. Chị đi bị lạc luôn vậy đó. Lạc luôn vậy đó. Lạc. Nè anh chị cứ nói như vậy hoài. Em á với vợ em nó qua nhà anh chị biết bao nhiêu lần rồi vậy. Mời anh chị qua đây chơi với tụi em mà anh chị có chịu qua đâu. Trời đất ơi. Qua nhà nó làm chi? Tôi tưởng nó còn ở trong túp liều chanh. Qua bển mắt ông nó níu áo kéo lại đòi chia nhà làm sao đúng không? Sao anh? Ừ không có gì à, thôi bỏ qua chuyện đó đi. Dạ. Ơi nhìn cơn ơi chú thím vậy thì vợ chồng tôi cũng mừng cho chú thím. Đúng bà. Mừng quá chị mừng rớt nước mắt luôn vậy đó. Gia đình mình có phúc lắm nên mới được vậy. Mà cha mẹ thì để lại cho chú hết rồi. Cha mẹ ơi. Nè. Dạ. Chú nói thiệt cho tôi biết đi. Dạ dạ sao ạ? Cha mẹ để lại tài sản cho chú trước rồi phải không? Mấy hũ vàng? Dạ. 9 hũ. 10 hũ à? Dạ. Phải không? Dạ, dạ. Chứ sao? Dạ không đâu anh ơi. Chuyện đơn giản lắm anh à. Chuyện sao? Mà không biết nói ra anh có tin hay không nữa. Tin chứ. Cứ nói. Cái người trong làng này á là em nói không ai tin hết. Vậy hả? Thì giữa anh em ruột thịt mình á thì em cũng không có gì giấu anh chị đúng hết. Đúng rồi, giấu một chi. Cái chuyện là như vậy nè. Vậy chứ sao anh? Tôi hỏi chú nè, tại sao chú mai có 3 gan, tại sao chú không mai 10 gan hay là 30 gan? Hả? Trời đất ơi, chú dạ. Chú ngu thì chú cũng ngu vừa phải thôi, chú ngu từ trong nhà ra ngoài đường vậy, hả? Dạ thì em á, ăn học không tới nơi tới chốn cho nên anh chửi em ngu em chịu chứ anh hai, em không biết sao hết anh hai. Thôi. Dạ. Chú dẹp cái chuyện đó qua một bên đi, chú đừng có nói với tôi như vậy nữa. Tại vì tôi thương chú cho nên tôi mới nói như vậy đúng bà. Đúng rồi, chú cũng biết tính tôi mà. Nghĩ sao là tôi nói như vậy?
tôi là người mà ruột để ngoài da mà, đúng bà? Đúng vậy. Trời đất ơi, cha mẹ ơi, sao tự nhiên con nhớ cha mẹ quá à? Thôi, tôi nhớ quá. Tôi biết tôi mà. Tôi nhớ quá bà ơi. Tôi biết con người ông, tôi ở với ông lâu nay tôi biết. Thôi thôi, chị nói cho chú với thím nghe, anh của chú thím á, thấy vậy chứ không phải vậy. Thương lắm. Đêm nào ngủ cũng đâu có yên giấc. Ta nói phần lo nghĩ cho chú thím, phần thương nhớ cha mẹ, rồi phần thì nhớ về cái căn nhà cũ có cây khế. Thương lắm. À, anh chị, nhắc tới cái nhà đó thì ở đó em cũng có nhiều kỷ niệm lắm. Em quý căn nhà đó lắm, cho nên không nỡ bán, quyết định giữ lại đó làm kỷ niệm luôn. Đúng, đúng rồi, phải vậy chứ. Dạ. Giữ lại mới vẹn toàn tình nghĩa chứ. Dạ đúng rồi anh. Mà nói gì nói chứ, sao tự nhiên tôi nhớ tên cảnh hai vợ chồng mình ra ngồi ngay gốc cây khế. Ờ, nhớ quá bà ơi. Anh hai. Hả? Thì á, khi nào anh nhớ thì anh chị cứ ra ngoài đó chơi đi, căn nhà vẫn còn nguyên mà. Chú nói đó nha. Chính miệng chú nói nha. Dạ. Chú cho vợ chồng tôi cây khế đúng không? Trời đất ơi anh hai nè. Thì căn nhà đó, cái mang tiếng á, là để lại cho em rồi. Nhưng mà cái đó là của ba mẹ mà, của em cũng như là của anh thôi. Đúng rồi. Đó giờ anh cũng có quyền ra ngoài đó. Cái cây khế mùa này có mùa khế không? Có mùa khế. Trời đất ơi, nó linh láng luôn. Cây khế là trái không. Anh đi anh chị về nha. Anh chị ơi, dẹp ui gì đâu mà nặng chết vậy, để lên ta đi vô đi. Vô cái gì? Cách có chừng nào nó tới. Trời ơi, chừng nào nó tới. Hay đứng đây nó sợ, nó không có vô. Đi vô. Trời ơi, Quà ơi là Quà. Quà ơi, Quà tới đây đi. Quà ơi, Quà ơi, Quà đâu hết rồi? Sao mà tụi bay chấp nhật chứ giữa đó trơn rồi, thấy con nào bay về đây hết vậy hả? Bà làm cái gì vậy? Sao ám tôi hoài vậy? Bà đi vô đi. Bà đứng đây bà trộn rộn vậy, rồi tụi nó thấy bà xuống vậy, tụi nó sao dám xuống? Đi vô đi. Ơi, tụi bay ở đâu xuống đây ăn khế giùm tao cái đi. Quá quá. Ê, bà làm gì vậy? Hay quá ha. Ông kêu tôi vô đó một mình ra đây hả? Lỡ mà Quả nó bay tới, nó thả vàng ông cưỡng một mình ông hả? Cái tâm địa của ông ghê thiệt ấy. Bà nghĩ đi đâu vậy? Thì tôi lấy được vàng thì cũng gia đình mình xài chung chứ bộ. Mà ông nhìn lại ông coi kìa. Gì? Ông nhìn lại ông coi. Đã nói là ra đây ngồi than thở, nghèo khổ để cho Quà nó tính ăn khế nó trả vàng. Mà tao nói nhìn kìa, nhìn mặt cái bộ đồ kìa. Trời ơi, tím là tím lửa luôn vậy đó à. Rần rần vậy đó, tím liêm luôn vậy đó. Thì làm sao mà nó cảm động, nó tin được. Trời ơi, tao nói đây là Quả thần, chứ đâu phải Quả nó ngu như thằng em ông ở nhà đâu. Hả? Vô kiếm bộ đồ nghèo nghèo coi. Ờ, có lý có lý. Tụi bà vô đi. Đi. Đi 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 đi. Quả ơi, Quả ơi. Quả ơi. Ôi, mệt quá. Thôi, bay tới làm nhiệm vụ đi. Cái ông già mập thù lù, thấy ghét. Em không ăn khế ở đâu. Ấn đó. Thôi, bay tới đó quậy đi. Không ăn thì không ăn. Quả 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 quả
Ủa sao kỳ vậy? Tụi mình là quạ chứ không phải ông bả là quạ đâu. Gì vậy? Nó quạ hay ông quạ? Nó quạ. Nó quạ ông làm tôi tưởng ông quạ đó. Quạ, quạ ơi, quạ ơi, quạ tới ăn khế hả? Quạ ơi, quạ ơi. Quả ơi, quả ơi, vợ chồng tao nghèo lắm, có cây khế này để sống qua ngày. Tụi bay đừng có ăn hết. Thôi, lấy khế chọi ổng bả đi. Chết nè. Mấy con quỷ kia. Chọi đúng chưa? Chọi vừa phải nè chứ. Làm gì dữ vậy? Chọi xong chọi vàng lại hả? Nghe tao hỏi nè, mày tốn mấy gan? Quả, quả, quả. Ăn một trái khế, trả một cục vàng. Mai tú 10 gan. Cái gì vậy đi? Cái gì vậy? Con về nữa. Ừ. Chạy chút, chạy chút. Ta chưa có lấy hết mà. Bây giờ tụi bay mới trả tao lại chỗ này. Thầm mơ, có chết tao cũng không bỏ ra nữa. Trời, nặng quá. Ê, sao mày nghiêng như vậy? Hả? Vợ của tao kìa. Vợ. Vợ của tôi. Yeah, mọi người về rồi. Yeah, mọi người an toàn rồi. Vui quá, mọi người an toàn rồi. Ủa, nhưng mà Bo đâu rồi? Ủa, Bo đâu? Bệnh, nó đi với ông mà Bệnh. Tôi tưởng nó đi với bà chứ. Trời, con chết rồi. Bo bị kẹt lại trong vụ vô tích rồi.